nghiệp thuộc sở. Xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Về phía Huyền, xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi giới thiệu đồng chí Trần Xuân Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Triệu Phong. Xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng kính giới thiệu đồng chí Phan Văn Linh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Vũ Thành Công, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. Xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Trần Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Về dự khai mạc có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện, các đồng chí trong ban chỉ đạo, ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện Triệu Phong lần thứ 8 và đại diện lãnh đạo ban quản lý khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía đơn vị tài trợ, xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Hồng Việt, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông Phát. Xin được trân trọng giới thiệu ông Võ Văn Tình, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Triệu Phong. Về phía xã, xin trân trọng giới thiệu có các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cán bộ văn hóa thể thao của 18 xã thị trấn, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đặc biệt dự khai mạc giải có hơn 24 đội thuyền đua nam nữ đến từ 18 xã thị trấn trên địa bàn huyện cùng đông đảo bà con nhân dân đến xem và cổ vũ cho giải, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thành Vũ, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện, trưởng ban tổ chức giải lên phát biểu khai mạc giải. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Nguyễn Hiếu Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông của tỉnh Quảng Trị. Kính thưa đồng chí Trần Xuân Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy. Kính thưa đồng chí Phan Văn Linh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo huyện, kính thưa quý vị khách quý, các vận động viên và toàn thể bà con nhân dân. Trong không khí hào hùng của những ngày tháng 4 lịch sử kỷ niệm 114 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn, hướng đến kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Hôm nay, huyện Triệu Phong long trọng tổ chức giải đua thuyền truyền thống năm 2021. Lời đầu tiên, thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các vận động viên và bà con nhân dân lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các vận động viên và bà con nhân dân, sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người, là tài sản vô giá của mỗi quốc gia, dân tộc. Rèn luyện thể dục thể thao đóng góp một vai trò hết sức quan trọng cho sức khỏe. Xin thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, mỗi người dân yếu ớt tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần. Một người dân khỏe mạnh tức là góp phần làm cho cả nước mạnh khỏe. Dân cường thì nước thịnh. Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Riêng tôi ngày nào cũng tập. Thực hiện lời dạy của Bác, trong những năm qua, huyện Triệu Phong đã phát động nhiều phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong nhân dân, đồng thời đã có nhiều cơ chế chính sách về xây dựng đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng. Thể thao huyện Triệu Phong đã khẳng định được vị trí là một trong những địa phương có phong trào thể dục thể thao phát triển toàn diện. Từ phong trào quần chúng đã xuất hiện những tấm gương điển hình, những đội tuyển có thành tích cao, đóng góp đáng kể cho thể thao đỉnh cao của tỉnh nhà, của quốc gia, trong đó có môn đua thuyền. Kính thưa quý vị đại biểu, vận động viên và bà con nhân dân, giải đua thuyền truyền thống huyện Triệu Phong năm 2021 với ý nghĩa thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn, đồng thời là môn thi đấu chính thức trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao huyện Triệu Phong lần thứ 8. Qua đây nhằm tuyển chọn các vận động viên xuất sắc tham gia giải đua thuyền lễ hội thống nhất non sông 30 tháng 4 tỉnh Quảng Trị tại đôi bờ Hiền Lương bên hải, đồng thời góp phần vào công tác tuyển dụng, đào tạo, tổ chức các đội xung kích cơ động phục vụ nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn vào mùa mưa bão hàng năm. Với đặc thù là môn thể thao mang tính đồng đội, thể hiện tinh thần đoàn kết với sự dẻo dai, khỏe mạnh và nhanh nhẹn, sự phối hợp nhịp nhàng trong từng nhịp chèo
của 24 đội thuyền nam và nữ sẽ mang đến cho quý vị đại biểu và cổ động viên không khí phấn khởi, sôi nổi, hấp dẫn, hào hứng của giải năm nay. Để giải đua thuyền truyền thống Huyền Triệu Phong năm 2021 thành công tốt đẹp, tôi đề nghị các lãnh đạo đội, các vận động viên phát huy tinh thần cao thượng, trung thực, đoàn kết, nhân hơn, mạnh hơn để đạt thành tích cao nhất trong thi đấu, tạo nên không khí sôi nổi, hào hứng để lại ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ. Tôi yêu cầu ban tổ chức, tổ trọng tài nghiêm túc thực hiện điều lệ giải và các quy định của ban tổ chức, làm việc trên tinh thần công tâm, trung thực, chính xác, đảm bảo thành công của giải đấu. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Triệu Phong, ban tổ chức giải, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Trung tâm huấn luyện thi đấu của tỉnh, lãnh đạo huyện, cán bộ và nhân dân xã Triệu Thần, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Triệu Phong, công ty Thông Phát đã quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho công tác tổ chức giải. Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các vận động viên và bà con nhân dân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc giải đua thuyền truyền thống Huyền Triệu Phong năm 2021 thành công tốt đẹp. Tôi xin tuyên bố khai mạc giải đua thuyền truyền thống Huyền Triệu Phong năm 2021. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thịnh Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân huyện. Tiếp theo chương trình, kính mời vận động viên Phạm Chí Thân, vận động viên của đơn vị Triệu Thuần, đại diện cho toàn thể vận động viên tham dự giải lên hứa quyết tâm. Tôi, Phạm Chí Thân, vận động viên đua thuyền đơn vị Triệu Thuần, đại diện cho tất cả các vận động viên về tham dự giải đua thuyền truyền thống Huyền Triệu Phong năm 2021, xin thề: một, tuyệt đối chấp hành đúng nội quy, quy định, điều lệ thi đấu của ban tổ chức, sự điều hành của tổ trọng tài; hai, tham gia thi đấu tích cực, nỗ lực kết mình để đạt kết quả cao nhất vì sự thành công của giải đấu. Xin thề, xin thề, xin thề. Xin cảm ơn vận động viên Phan Chí Thân. Tiếp theo chương trình, kính mời trọng tài Trần Minh Hùng, đại diện cho tổ trọng tài lên tuyên thệ. Tôi, Trần Minh Hùng, thay mặt lực lượng trọng tài điều hành giải đua thuyền truyền thống Huyền Triệu Phong năm 2021, xin hứa: một, tuyệt đối chấp hành nội quy, quy định, điều lệ của ban tổ chức giải đề ha; hai, điều khiển các chặng đua một cách trung thực, vô tư, khách quan vì sự thành công của giải. Xin hứa. Xin cảm ơn trọng tài Trần Minh Hùng. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí và các bạn, giải đua thuyền truyền thống năm nay có sự đồng hành của các đơn vị tài trợ. Nhân dịp này, ban tổ chức có bó hoa tươi thắm. Xin trân trọng kính mời ông Phạm Hồng Việt, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Thông Phát; ông Võ Văn Tình, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Triệu Phong, lên phía trên để nhận hoa của ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thịnh Vũ, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban tổ chức giải, lên tặng hoa cho các đơn vị tài trợ. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thịnh Vũ và các đơn vị tài trợ. Tiếp theo chương trình là phần tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự giải. Xin trân trọng kính mời các đồng chí lần đội đứng lên phía trước một hàng để nhận hoa và cờ lưu niệm của ban tổ chức. Một đơn vị cử một người. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Huy Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Trân trọng kính mời đồng chí Trần Xuân Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy. Xin trân trọng kính mời đồng chí Phan Văn Linh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thành Vũ,
huyện ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân huyện, trưởng ban tổ chức giải lên tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự giải. Xin trân trọng kính mời các đồng chí. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các đơn vị. Các vận động viên chúng ta đứng lại, đề nghị tất cả các động viên chúng ta đang đứng lại ở đội hình. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin thông qua chương trình thi đấu. Đợt 1, thuyền rồng nam cự ly 2 km. Đợt 2, vòng loại bảng A, thuyền nan. Đợt 3, vòng loại thuyền nan bằng B. Đợt 4, thuyền rồng nữ. Đợt 5, chung kết thuyền ra nam. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí và các bạn, chương trình khai mạc giải đua thuyền truyền thống huyện Triệu Phong năm 2021 đến đây đã kết thúc. Thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện cùng toàn thể các đồng chí và các bạn đã về dự động viên phong trào thể dục thể thao của huyện nhà. Kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Alo. Để chuẩn bị cho đợt đua đầu tiên, chúng tôi đề nghị vận động viên thuyền rồng nam của 6 đơn vị chúng ta tập kết về phía trước bến thuyền để chuẩn bị lên thuyền. Xin nhắc lại, để chuẩn bị cho đợt thi đấu đầu tiên, mời vận động viên của 6 thuyền tham gia thi đấu nội dung thuyền rồng của nam chúng ta tập kết ngay bến và xuống thuyền để chuẩn bị thi đấu. Các vận động viên không về vị trí hậu cần nữa. Xin nhắc lại, các vận động viên không về vị trí hậu cần, không đi ra khỏi các dây đu băng. Đề nghị các vận động viên chúng ta tập trung ở phía trong các dây đu băng mà ban tổ chức đã trang sẵn ở trên sân. Đề nghị tất cả các đồng chí phục vụ của trung tâm chúng ta khẩn trương đưa ban ghế ra ở bờ sau. Đề nghị các đồng chí nhân tay chào. Hiện nay chúng tôi nhận thấy là thuyền nam của đơn vị Triệu Thường đã có mặt. Mời thuyền nam của các đơn vị còn lại, mời Triệu Thuần, thị trấn Ái Tử, Triệu Độ, Triệu Giang. Xin mời vận động viên nam của các đơn vị tham gia đợt đua đầu tiên chúng ta có mặt ngay ở phía trước bên sông lên thuyền theo số thuyền đã được bốc thăm để chuẩn bị cho đợt đua đầu tiên của sáng ngày hôm nay. Ở trong dây đu băng chỉ có vận động viên. Đề nghị quý khán giả chúng ta đi ra phía ngoài dây đu băng để ban tổ chức chúng tôi tiến hành các đợt đua được đảm bảo an toàn cũng như là đúng luật. Cùng xin được lưu ý với đông đảo quý vị khán giả là hiện nay ở trong khuôn viên của khu lưu niệm đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn có rất nhiều cây sen. Đề nghị chúng ta không hái hoa, bẻ cành, không là bước lên các thảm cỏ, không làm hư hỏng ảnh hưởng đến các cây sân, đảm bảo cho khuôn viên của khu lưu niệm luôn sạch sẽ đẹp để đón các đoàn khách sẽ đến thăm viếng khu lưu niệm trong ngày hôm nay và những ngày tới. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Alo. Đề nghị các thuyền mà ban tổ chức đã thuê để phục vụ cho trọng tài
và là cứu hộ y tế, đề nghị tập trung đặc biệt. Trên thuyền không được cho khán giả đi trên, không được để khán giả đi trên thuyền. Chỉ trên thuyền chỉ có trọng tài, lực lượng y tế và công an trật tự cứu hộ. Ngoài ra là đề nghị các chủ thuyền xin mời khán giả xuống thuyền. Lưu ý các em nhỏ đang ở trên các thuyền của ban tổ chức không được đi theo thuyền. Đề nghị các chủ thuyền cho các em nhỏ đang ở trên các thuyền ấy lên bờ ngay. Các thành viên ở trên thuyền đều phải có áo phao. Thành viên nào ở trên thuyền mà không có áo phao, chúng tôi đề nghị lên khỏi thuyền để đảm bảo an toàn và đúng luật giao thông đường thủy. Xin nhắc lại là các em nhỏ ở trên các thuyền chúng ta không đi theo đoàn. Mời các em lên bờ. Các chủ thuyền cho các em lên bờ đi ạ. Thuyền nào mà còn em nhỏ hoặc là người lớn mà không có áo phao là chúng tôi không cho xuất bến. Các thuyền mà ban tổ chức đã trưng dụng để phục vụ cho ban tổ chức, có cắm cờ của ban tổ chức, đề nghị chúng ta tuân thủ theo quy định của ban tổ chức. Như vậy là chúng tôi nhận thấy có hai đơn vị Triều Thượng và Triều Thuần đã có vận động viên và đang tập kết tại Vệ Rốn. Xin mời các đơn vị còn lại, mời thị trấn Ái Tử, mời đơn vị Triều Độ, Triều Giang và Triều An. Xin mời có thuyền chúng ta quay vào bờ. Mời các thuyền nam chúng ta quay vào bờ để kiểm tra công tác nhân sự trước khi xuất phát. Xin nhắc lại, mời các thuyền nam chúng ta vào bờ. Đề nghị hai thuyền của ban tổ chức chúng ta cập ra phía ngoài, nhường chỗ cho các thuyền rong vào để kiểm tra nhân sự. Đề nghị lực lượng trọng tài chúng ta xuống bờ, xuống bến sông và tiến hành kiểm tra nhân sự của các thuyền trước khi xuất phát ở đua đầu tiên sáng hôm nay. Mời tất cả các đồng chí lên đội về ban thư ký gặp ban tổ chức. Mời tất cả các đồng chí lên đội của đội thuyền rồng chúng ta về ban thư ký của ban tổ chức. Chúng tôi xin mời lãnh đội của các thuyền rồng chúng ta lên phía trên bàn của ban tổ chức. Mời lãnh đội, chúng tôi không mời vận động viên, không mời đội trưởng mà mời lãnh đội. Mời lãnh đội của 6 đơn vị thuyền rồng chúng ta lên phía trên để ban tổ chức hội ý. Alo. Các thuyền của ban tổ chức trọng tài, hai thuyền lên ở về thượng và về hạ, một thuyền là dùng cho y tế và cứu hộ đi trên đường, hai thuyền nằm ở ven xuất phát. Đề nghị các trọng tài được phân công, chúng ta lên thuyền
để di chuyển về các vị trí. Xin nhắc lại, có hai thuyền là đang nằm cố định tại Vệ Thường và một thuyền ở Vệ Hạ. Một thuyền là dùng để cứu hộ trên đường, trên đó gồm công an và lực lượng y tế, lực lượng cứu hộ. Hai thuyền còn lại ra tập trung ở Vệ Rốt để làm công tác xuất phát về đích và đi trên đường. Đề nghị các trọng tài chúng ta lên thuyền. Chúng tôi xin nhắc lại là mời lãnh đội của 6 đơn vị thuyền Rồng Nam chúng ta lên phía trên để tiến hành hội ý. Hiện nay đã có Triều Thường, Thị trấn Đại Tử, Triều Giang, Triều Thuận, Triều Độ. Xin mời Triều An, mời lãnh đội của đơn vị Triều An. Đề nghị lực lượng trọng tài chúng ta kiểm tra số lượng vận động viên ở trên các thuyền, đảm bảo đủ 12 tay chèo. Các trọng tài Vệ Rốn và Vệ Thượng Nguồn và Hạ Lưu, chúng ta lên thuyền của ban tổ chức và điều hành các thuyền về vị trí làm việc của mình, sẵn sàng cho công tác làm nhiệm vụ. Mời lãnh đội của đơn vị Kiều An. Rồi xin mời các thuyền Rồng Nam chúng ta ra vạch xuất phát. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, nhân kỷ niệm 114 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn, mùng 7 tháng 4 năm 1907, mùng 7 tháng 4 năm 2021. Sáng nay mùng 7 tháng 4 năm 2021 tại bến sông khu lưu niệm đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn, thôn Hồ Kiên, xã Triều Thanh, huyện Hồng, tỉnh Quảng Trị, huyện Triệu Phong tổ chức giải đua thuyền truyền thống năm 2021 môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thao huyện Triệu Phong lần thứ 8 năm 2021-2022. Tham gia ở giải đấu năm nay như vậy là có sự góp mặt của 24 đội thuyền nam nữ đến từ 18 xã thị trấn trên địa bàn toàn huyện. Và nội dung thi đấu đầu tiên của buổi sáng ngày hôm nay sẽ là nội dung thuyền Rồng Nam 2 km. Mỗi thuyền như vậy là sẽ đi đủ cự ly một vòng hai tao. Chúng tôi xin được thông báo thứ tự xuất phát tại Vệ Rốn, tại vị trí xuất phát. Số 1 là đơn vị Triều Thường, số 2 là đơn vị Triều An, số 3 là đơn vị Triều Độ, số 4 là đơn vị Triều Thuận, số 5 là đơn vị Triều Giang và số 6 là đơn vị Thị trấn Ái Tử. Các vận động viên của chúng ta sẽ thi đấu một vòng hai tao xuất phát tại Vệ xuất phát, lên về Thượng Nguồn, quay đầu đi về qua Vệ Rốn về Hạ Lưu và sẽ kết thúc tại Vệ Đít. Tham dự ở nội dung đầu tiên của buổi sáng ngày hôm nay, nội dung thuyền Rồng Nam 2 km có sự góp mặt của 6 đơn vị. Đây là 6 đội thuyền mạnh của huyện Triệu Phong, đó là các xã Triều Thượng, Triều An, Triều Độ, Triều Thuận, Triều Giang và Thị trấn Ái Tử. Trong 6 gương mặt góp mặt ở đợt đua đầu tiên này thì đơn vị Triều Giang là đơn vị vừa mới được thăng hạng ở mùa giải năm 2019 thì
đội thuyền nam của Triều Giang đã giành chức vô địch ở nội dung thuyền nan 7 người. Và ở mùa giải năm nay thì họ được thăng hạng lên thi đấu ở nội dung thuyền rồng. Hiện nay thì chúng tôi nhận thấy là các trọng tài đang kiểm tra các thông số cuối cùng trước khi đợt đua đầu tiên được tiến hành. Đề nghị các thuyền chúng ta lùi lại. Các thuyền chúng ta lùi lại. Thuyền số 1, số 2, số 5, số 6 và số 3 lùi lại. Chúng tôi nhận thấy là thuyền số 4 của đơn vị đầu thuần đang chấp hành rất tốt. Các thuyền còn lại chúng ta theo đơn vị đầu thuần để đảm bảo tính công bằng trong vị trí xuất phát. Không cầm vào dây căng đít, đề nghị các vận động viên chúng ta không túm kéo vào dây căng đít. Số 1 xuất phát. Như vậy là hiệu còi của trọng tài Lê Chí Bình đã cất lên, báo hiệu đợt đua đầu tiên đã bắt đầu. Các thuyền đang lao nhất về phía về thượng nguồn. 6 con rồng với 6 màu sắc khác nhau đang tiến nhanh về phía thượng nguồn. Một hình ảnh có thể nói là rất đẹp, chỉ có trong thể thao mới có được những hình ảnh như thế này. Đợt đua đầu tiên của giải đua thuyền rồng huyện Triệu Phong năm 2021 đã được bắt đầu. Đây là một trong những hoạt động để thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 114 năm ngày sinh của đồng chí Tổng Bí thư, tích cực hưởng ứng của cộng đồng toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngoài việc gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc thì thông qua các giải đua thuyền hàng năm, đây sẽ là đợt tập dượt vô cùng quan trọng để chuẩn bị lực lượng tại chỗ tinh nhuệ, chuẩn bị cho các đợt ứng cứu hộ cứu nạn trong mùa mưa bão sắp tới. Như vậy là các thuyền của chúng ta đã cách đích được khoảng 200m và đang tiến nhanh về phía về thượng nguồn. 6 thuyền đang dàn một hàng ngang ở trên sông. Và vào thời điểm này thì tôi có thể thông báo đến các bạn là thuyền nào đang bứt tốc nhìn hơn. Tất cả các hình ảnh và nội dung của môn đua thuyền năm 2021 được chúng tôi truyền trực tiếp trên fanpage Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể dục Thể thao huyện Triệu Phong, cũng như là các trang Facebook của các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện. Chúng tôi trân trọng kính mời các quý vị chúng ta cùng vào xem và chia sẻ cho nhiều người cùng xem, nhằm lan tỏa và quảng bá hình ảnh của môn đua thuyền nói riêng và nét đẹp văn hóa của huyện nhà Triệu Phong đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Các thuyền đang tiến nhanh về phía về thượng nguồn và vẫn chưa có sự tích tốp. Chúng tôi nhận thấy là hình như các thuyền đang đi gần bằng nhau. Một màn so tài vô cùng hứng khởi và kịch tính, bởi tính chất của giải đấu năm nay là mỗi đợt đua đều là mỗi trận chung kết, với tính chất là môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao. Ở mỗi chặng đua, ban tổ chức sẽ tiến hành ngay việc trao huy chương sau khi kết thúc đợt đua. Vì vậy cho nên các đợt đua đều là mỗi đợt chung kết. Xin mời lãnh đội của các đơn vị có đội đua nội dung thuyền nan 7 người chúng ta về ban thư ký để tiến hành bốc thăm. Xin mời 12 đơn vị có nội dung thuyền nan 7 người. Xin nhắc lại, mời lãnh đội của 12 đơn vị có nội dung thuyền nan 7 người chúng ta về ban thư ký để bốc thăm. Như vậy là chúng tôi nhận thấy đã có sự tích tốp, thưa các bạn. Có 3 thuyền đang tạm thời dẫn đầu. Chúng tôi sẽ thông tin nhanh đến các bạn các thuyền dẫn đầu khi các thuyền cập vào về thượng nguồn. Như vậy là các thuyền đã quay đầu rồi, thưa các bạn. Đã có 3 thuyền tiến hành quay đầu ở về thượng nguồn thành công. Và cả 6 thuyền đều đã quay đầu thành công. Chúng ta sẽ chờ xem khi các thuyền đi qua về đón. Mời lãnh đội của các đơn vị thuyền nan chúng ta
tập trung về trực ban ban tổ chức để tiến hành bốc thăm. Như vậy là thuyền đầu tiên đang tạm thời dẫn đầu chặng đua, đó là thuyền số 1. Thuyền số 1 là thuyền của đơn vị Triều Thượng. Triều Thượng đang tạm thời dẫn đầu đoàn đua ở chặng đua đầu tiên của buổi sáng ngày hôm nay. Như vậy là trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được chứng kiến tất cả 5 đợt đua. Đây là đợt đua được kỳ vọng là hấp dẫn và kỳ tín. Đợt trận huy chương đầu tiên môn đua thuyền tại Đại hội Thể thao huyện Triệu Phong lần thứ 8 năm 2021-2022. Sắc áo màu vàng cam, nhiều khả năng vẫn là đơn vị Triều Thượng, một trong những đội đua xuất sắc nhất của Triệu Phong trong nhiều năm qua. Đây là các gương mặt đã từng bước lên những bậc cao nhất tại kỳ đài đôi bờ Hiền Lương Bến Hải để giành vị trí vô địch tại giải đua thuyền thống nhất non sông tỉnh Quảng Trị các năm trước. Như vậy là thêm một sắc áo cam, một sắc áo cam nữa cũng đang bám theo đội Triều Thượng. Như vậy là đã có sự tất tế rõ rệt ở trên đường đua. Tốp đầu tiên có 2 thuyền, tốp thứ 2 cũng có 2 thuyền. 2 thuyền đang đi cuối cùng. Như vậy là 6 thuyền của chúng ta sẽ chuẩn bị qua vài rốn. Chỉ còn khoảng hơn 100 mét nữa thôi là chúng ta sẽ nhìn thấy được thuyền nào đang dẫn đầu. Các thuyền của chúng ta sau khi qua vài rốn sẽ tiến về hạ lưu, quay đầu và về đích ngay tại vài rốn. Như vậy là chặng đua đầu tiên của buổi sáng hôm nay chỉ có một vòng 2 tàu, 2 km dành cho 6 thuyền nam. Một đợt đua hấp dẫn và rất kỳ tín. Chúng tôi vẫn chưa nhận ra được thuyền đang dẫn đầu hiện nay là thuyền số bao nhiêu. Như vậy đang dẫn đầu là thuyền số 1. Thuyền số 1 là thuyền của đơn vị Triều Thượng. Màu áo xanh đang đi ở vị trí thứ 2. Vị trí thứ 2 đó là thuyền số 2. Nếu là thuyền thứ 2 thì đó là thuyền của đơn vị Triều An. Thuyền số 3. Thuyền số 3 đang đi ở vị trí thứ 3, đó là thuyền của đơn vị Triều Độ trong sắc màu áo cam. Thuyền áo vàng số 6 là của đơn vị thị trấn Ái Tử. Thuyền số 4 là của đơn vị Triều Thuận. Và thuyền đang đi cuối cùng đó là số 5 của đơn vị Triều Giang trong sắc màu đỏ. Như vậy là 6 thuyền đã tách ra khỏi nhau. Dẫn đầu là Triều Thượng, thứ 2 đó là Triều An, thứ 3 là thuyền số 3 của đơn vị Triều Độ. Thuyền áo màu vàng là thuyền số 6 của đơn vị thị trấn Ái Tử. Thuyền số 4 là thuyền của đơn vị Triều Thuận. Và thuyền đang tạm thời đi cuối là thuyền của đơn vị Triều Giang. Như vậy là các thuyền đã hoàn thành 2/3 chặng đường đua. Chúng ta chỉ còn 1/3 chặng đường đua phía trước nữa mà thôi. Các thuyền sẽ tiến qua về hạ lưu, quay đầu và sẽ về đích ngay tại vị trí về đích, kết thúc chặng đua đầu tiên của nội dung thuyền Đông Nam sáng hôm nay. Ngay sau khi kết thúc nội dung thuyền Đông Nam thì ban tổ chức chúng tôi sẽ tiến hành ngay nội dung thuyền Nam Nam 7 người, đợt đua đầu tiên vòng loại bảng A. Chúng tôi xin mời lãnh đội của các đơn vị thuyền nan, chúng ta đưa vận động viên lên thuyền và tập kết ngay phía trước ban tổ chức để tiến hành kiểm tra nhân sự trước khi xuất phát cho nội dung vòng loại bảng A của nội dung thuyền nan nam 7 người.
Như vậy là các thuyền đã tiến hành quay đầu tại về hạ lưu. Cả năm thuyền đã thực hiện xong cú quay đầu và dẫn đầu vẫn đang tạm thời là đơn vị triệu thương. Bám theo sau đơn vị triệu thương vẫn là sắc áo xanh của các vận động viên đến từ cửa biển Triệu An. Một khoảng cách khá là an toàn cho các chàng trai đến từ miền Sơn Cước Triệu Thượng. Với cự ly và chặng đường còn lại của cuộc đua như thế này thì có thể nói là gần như chức vô địch chặng đua đầu tiên đã nằm trong tay các cầu thủ áo màu da cam. Áo màu da cam đang nhận đầu, đó là đơn vị Triệu Thượng. Tiếp sau Triệu Thượng là màu áo xanh cùng với màu xanh nước của quê hương, màu xanh biển của đơn vị Triệu An. Thuyền đang đi thứ ba, đó là thuyền của đơn vị Triệu Độ cùng song sắc phục áo màu da cam. Thuyền ở vị trí thứ tư, đó là thuyền áo vàng của đơn vị thị trấn Ái Tử, đang tạm thời đi thứ năm trong sắc phục áo đỏ tay chèo xanh, đó là thuyền của đơn vị Triệu Thuận. Một trong những đội đua rất mạnh trong những năm vừa qua, nhưng hiện nay thì Triệu Thuận đang đi thứ năm, một điều khá ngạc nhiên. Và thuyền đang tạm thời xếp cuối, cố gắng bám đuổi các thuyền ở trên, đó là Triệu Giang. Và đã có thuyền chạm dây đít. Như vậy là thuyền của đơn vị Triệu Thuận đã về đít, xuất sắc giành huy chương vàng đầu tiên. Thuyền thứ hai, đó là thuyền của đơn vị Triệu Độ trong sắc phục áo xanh, một huy chương vàng trên chặng anh. Và thuyền của đơn vị thứ ba đã giành huy chương đồng. Như vậy là thuyền Triệu An là huy chương bạc và thuyền Triệu Độ đã giành vị trí thứ ba. Thuyền thị trấn về thứ tư và thuyền của đơn vị Triệu Thuận xếp ở vị trí thứ năm. Đề nghị các thuyền rồng, các thuyền nan không ra như thế. Triệu Giang cố lên. Triệu Giang vừa mới lên hàng cho nên bao giờ cũng thế. Những bước đầu tiên chập chững ở một hàng cao hơn sẽ rất khó khăn và vất vả cho các anh. Nhưng chắc chắn đây là những bài học vô cùng quý giá để chúng ta cố gắng trụ hàng và vượt lên ở những mùa giải năm sau. Đề nghị các thuyền nan là chúng ta tập trung ngay tại trước bến của ban tổ chức, không ra vạch xuất phát. Xin nhắc lại, mời các thuyền nan chúng ta tập kết phía trước bến của ban tổ chức để tiến hành kiểm tra công tác nhân sự. Các thuyền rồng đã về đích, chúng ta cặp thuyền ở phía hai bên bến, không vào giữa khu vực đã căng dây của ban tổ chức. Xin mời các đơn vị thuyền nan của bằng A. Bằng A là đơn vị Triều Long, Triều Phước, Triều Đại, Triều Trạch, Triều Lăng, Triều Vinh. Xin mời các thuyền chúng ta cập bến ở ban tổ chức để cắm số thuyền. Xin mời các đơn vị Triều Long, Triều Phước, Triều Đại, Triều Trạch, Triều Lăng và Triều Vinh. Đề nghị các thuyền rồng đã về đích, chúng ta đưa thuyền cặp ra phía ngoài, nhường chỗ lại để cho các thuyền nan vào vị trí để kiểm tra nhân sự. Xin nhắc lại, đề nghị anh Cương của đơn vị điều thường cho thuyền hai cái thuyền số 1 và số 7 ra phía ngoài. Mời thuyền nan của các đơn vị Triều Trạch, Triều Vân, Triều Lăng, Triều Đài, Triều Long và Triều Phước. Chúng ta đưa vận động viên và thuyền của mình về phía trực bến của ban tổ chức để tiến hành kiểm tra nhân sự, chuẩn bị cho trận đợt đua vòng loại đầu tiên của nội dung thuyền nan. Ở lượt đua đầu của thuyền nan bảng A là có 6 đơn vị: Triều Long, Triều Phước, Triều Đại, Triều Trạch, Triều Lăng và Triều Vinh. Xin mời 6 đơn vị chúng ta đưa thuyền đến bến để ban tổ chức cắm số thuyền. Mời các vận động viên chúng ta tập trung trực bến để ban tổ chức kiểm tra công tác nhân sự. Ở vòng loại bảng A của thuyền nan, xin mời 6 đơn vị: Triều Long, Triều Phước, Triều Đại, Triều Trạch, Triều Lăng và Triều Vinh. Xin mời 6 đơn vị chúng ta đưa thuyền đến để ban tổ chức cắm số thuyền. Mời các vận động viên chúng ta lên bờ để kiểm tra công tác nhân sự. Như vậy là đợt đua đầu tiên của nội dung thuyền rồng nam đã kết thúc một cách rất tốt đẹp, với các vị trí về đích ở thứ nhất là đơn vị Triều Thượng, thứ nhì là đơn vị Triều An, và thứ ba là đơn vị Triều Độ. Đề nghị các thuyền nan chúng ta khẩn trương. Các thuyền nan vòng loại bằng hàng A, bằng B, bằng A, chúng ta tập trung ở phía trước ngay
để chuẩn bị cho đợt xuất phát thứ hai buổi sáng hôm nay. Đề nghị cả các thuyền nan chúng ta khẩn trương cho. Trên bờ chúng tôi thấy có đơn vị Triều Vân rồi. Xin mời đơn vị Triều Long, Triều Phước, Triều Đài, Triều Trạch, Triều Lăng khẩn trương cập thuyền nan vào bờ để ban tổ chức cắm số thuyền cũng như kiểm tra công tác nhân sự trước lúc xuất phát. Xin mời các thuyền khẩn trương và tập trung theo hàng dọc ở phía trước. Chúng tôi xin được lưu ý với các bạn các hình ảnh của nội dung đua thuyền trong buổi sáng ngày 7 tháng 4 năm 2021 hiện nay đang được chúng tôi trực tiếp trên fanpage Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể dục Thể thao huyện Triệu Phong và các trang fanpage của các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện. Chúng tôi đề nghị quý vị và chúng ta vào xem và chia sẻ cho nhiều người cùng xem để lan tỏa cũng như là quảng bá hình ảnh của môn đua thuyền nói riêng và mảnh đất con người Triệu Phong nói chung đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Như vậy là đề nghị thuyền rồng nữ áo màu hồng không ra về rốn, không khởi động ở trên đường đua. Xin mời thuyền nan chúng ta nhanh chóng cập bến. Xin mời con thiếu ba đội thuyền là đơn vị Trù Long, Triều Đài và Triều Trạch. Các thuyền chúng ta nhanh chóng đưa thuyền về ở bến trung tâm. Mời các vận động viên chúng ta khẩn trương lên bờ, xếp thêm bờ hàng dọc để ban chúng ta kiểm tra công tác nhân sự. Xin mời hai thuyền của Triều Đài và Triều Trạch ạ. Hiện tại ban tổ chức vẫn chưa thấy hai thuyền của Triều Đài và Triều Trạch cập bến. Chúng tôi xin được thông báo thuyền số 1 ở nội dung thuyền nam 7 người đó là thuyền đơn vị Triều Long. Thuyền số 2 là đơn vị Triều Phước. Thuyền số 3 là đơn vị Triều Đại. Thuyền số 4 là đơn vị Triều Trạch. Thuyền số 5 là đơn vị Triều Lăng. Và thuyền số 6 là đơn vị Triều Vân. Đây là nội dung thi vòng loại đầu tiên của nội dung thuyền nam 7 người bảng A. Ba thuyền trên nhất nhì ba đạt thứ hạng nhất nhì ba ở đấu vòng loại này sẽ giành quyền vào vòng chung kết và có khả năng tranh chấp huy chương. Đề nghị lực lượng đồng tài chúng ta kiểm tra công tác nhân sự khẩn trương để các thuyền chúng ta tập kết ra vật xuất phát và chuẩn bị cho đợt đua đầu tiên của nội dung thuyền nam 7 người và cũng là đợt đua thứ hai của buổi sáng ngày hôm nay. Buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có tất cả là 5 đợt đua. Sau đợt đua vòng loại bảng A thuyền nam thì chúng tôi sẽ tiến hành ngay đợt đua vòng loại bảng B thuyền nam dành cho các đơn vị còn lại. Sau... Xin mời thuyền của đơn vị Triều Đại. Xin mời thuyền nan của đơn vị Triều Đại. Hiện tại đơn vị Triều Đại khẩn trương đưa thuyền về bể trung tâm. Mời cả đồng chí lên đội của bảng A thuyền nan tập trung về bến. Mời lên đội của các đơn vị thuyền nan bảng A. Mời đơn vị Triều Đại. Chúng tôi xin được lưu ý với các lãnh đội của bảng A thuyền nan tập trung về bến để kịch ban tổ chức chúng tôi hủy. Mời đội Triều Long quay thuyền. Mời đội Triều Long quay lại. Đề nghị vận động viên cầm lái của đơn vị Triều Long chúng ta mặc áo phao vào. Đối với nội dung thuyền nan thì tất cả các vận động viên đều phải có áo phao. Mời đội Triều Đại. Xin lưu ý về các vận động viên là ở trên thuyền nan thì vận động viên phải mặc áo phao. Vận động viên nào không có áo phao chúng tôi mời lên bờ.
để đảm bảo an toàn cũng như là đúng luật giao thông đường thủy. Chỉ ngoài trừ nội dung thuyền rồng nam là các đơn vị chuyên nghiệp rồi, các vận động viên đã thi đấu nhiều năm ở đẳng cấp cao. Và nội dung thuyền rồng thì cần rất nhiều sự quăng chèo, cho nên là chúng tôi hạn chế không mặc áo phao. Nhưng các vận động viên thuyền nan là phải mặc áo phao. Xin mời 6 thuyền nan nội dung 7 người thi đấu vòng loại bảng A, chúng ta tập kết ra vị trí vạch xuất phát. Xin mời các thuyền chúng ta tập kết ra vạch xuất phát. Các vận động viên chúng ta không được cầm vào dây căng của vạch xuất phát. Đợt đua vòng loại đầu tiên của nội dung thuyền nam chỉ thi đấu 1/2 vòng đua. Như vậy là các vận động viên sẽ xuất phát tại vạch xuất phát, tiến về thượng nguồn, quay đầu và sau đó sẽ về đích ngay tại vạch đích ở phía trước mặt ban tổ chức và kết thúc đợt đua vòng loại của mình. Sau khi kết thúc hai vòng loại của nội dung thuyền nam thì ban tổ chức chúng tôi sẽ tiến hành ngay nội dung thuyền rồng nữ 12 tay chèo. Và đợt đua cuối cùng của buổi sáng hôm nay sẽ là nội dung thuyền nam 7 người chung kết để tranh chấp huy chương. Như vậy là các vận động viên, các đội thuyền đang làm những thủ tục về mặt tâm linh cuối cùng trước khi đến với dòng sông Linh Siêng Thạch Hàn. Và đề nghị các thuyền chúng ta đứng vào đúng vị trí. Như vậy là chúng tôi nhận thấy cả 6 thuyền đang có mặt tại vạch xuất phát. Đề nghị thuyền rồng số 2 không khởi động. Xin nhắc lại là thuyền rồng thứ 2 quay vào bờ. Thuyền rồng của đơn vị Triều An. Đề nghị các thuyền nan chúng ta nghe theo hiệu lệnh của trọng tài tại vạch xuất phát để chuẩn bị xuất phát đúng luật và đảm bảo tính công bằng. Xin nhắc lại thuyền số 2. Thuyền số 2 là của đơn vị Triều Phước. Lùi lại. Số 2, số 1, số 4 đề nghị lùi lại. Thuyền số 2 là của đơn vị Triều Phước, đề nghị các vận động viên trên thuyền số 2 cho thuyền của mình lùi lại. Chúng tôi vẫn nhận thấy là thuyền số 2 đang rất cao. Như vậy là hiệu lệnh coi xuất phát của trọng tài Nguyễn Văn Mạnh đã vang lên. 6 thuyền nan đang lao nhanh về phía về thượng nguồn. Thuyền số 1 là của đơn vị Triều Long. Thuyền số 2 là của đơn vị Triều Phước. Thuyền số 3 là của đơn vị Triều Đại. Thuyền số 4 là của đơn vị Triều Lăng. Như vậy là đã có sự vướng vào nhau. Đã có sự va vào nhau ở trên dòng sông. Và đã có thuyền phải quay đầu. Một cú tác động nhẹ của đuôi thuyền phía trước sẽ làm cho thuyền phía sau phải quay đầu. Đây là một sự cố vẫn thường gặp ở trong nội dung đua thuyền. Như vậy là đã có hai thuyền phải gặp sự cố vướng vào nhau. 4 thuyền kia đã tất đi một cách rất nhẹ nhàng. Nhưng hai anh em này thì vẫn đang còn níu chân nhau. Có lẽ là họ cầu mong một trận hòa để trụ hàng chăng. Chúng tôi vẫn chưa nhận được thấy. Như vậy là thuyền số 6
Thuyền số 6 là của đơn vị Triều Vân. Và ở xa nhất phía bên kia đó là thuyền số 5 của đơn vị Triều Lăng. Như vậy là hai anh em ở vùng biển Bãi Ngang đang níu chân nhau. Bốn thuyền còn lại thì đang tiến về thượng nguồn. Như vậy là đã có sự tết tốp rõ ràng ở trên đường đua. Đề nghị thuyền nữ áo trắng không khởi động lên dòng sông. Xin nhắc lại, đề nghị thuyền nữ áo trắng quay ngay vào bờ. Các vận động viên thuyền nan đang thi đấu, chúng ta không ra đường đua để làm ảnh hưởng đến các thuyền nan. Đề nghị lãnh đội của các đơn vị chúng ta không cho vận động viên nữ thuyền rồng ra khởi động. Chỉ khi nào có hiệu lệnh khởi động của ban tổ chức thì chúng ta mới được tiến hành khởi động. Như vậy là đã có sự tiếp tục khá rõ rệt ở trên đường đua của nội dung thuyền nan 7 người. Trong sắc phục áo cam của những chiếc áo phao thì chúng tôi khá là khó để thông tin đến quý vị và các bạn thuyền nào đang tạm thời dẫn đầu. Nhưng chỉ trong giây phút nữa thôi, khi các thuyền chuẩn bị qua về thượng thì chúng tôi sẽ thông tin ngay đến các bạn số thứ tự đang tạm thời dẫn đầu ở nội dung thuyền nan 7 người. Có thể nói là sáng hôm nay không khí tại bến sông khu lưu niệm đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn là rất mát mẻ và thời tiết cũng đang một điều kiện có thể nói là vô cùng lý tưởng để các vận động viên của chúng ta thi đấu. Như vậy là đang tạm thời dẫn đầu đoàn đua đó là thuyền số 1 của đơn vị Triều Long. Đang tạm thời dẫn đầu là thuyền số 1 của đơn vị Triều Long. Đề nghị thuyền số 4 làm lễ nhân và vào bờ. Thuyền số 3 là của đơn vị Triều Đài đang bám sát thuyền số 1. Như vậy là đã có một thuyền đánh rơi xuống đua của mình và chúng tôi đang xác minh. Như vậy là thuyền số 1 của đơn vị Triều Long đã quay đầu. Như vậy là thuyền số 3 đang ở tạm thời vị trí thứ 3. Một thuyền đang ở vị trí thứ 2 nhưng mà đã đánh rơi số cho nên chúng tôi chưa xác định được. Thuyền số 6 của đơn vị Triều Vân đang như vậy đang ở vị trí thứ tư là thuyền số 4 của đơn vị Triều Trạch. Tiếp theo là thuyền số 5 của đơn vị Triều Lăng. Cuối cùng là thuyền số 6 của đơn vị Triều Vân. Như vậy là sau khi gặp sự cố ở trên đường đua thì hai thuyền Triều Vân và Triều Lăng vẫn đang đi cùng nhau để về đích. Như vậy là thuyền của đơn vị Triều Phước, xin lỗi, là thuyền số 1 của đơn vị Triều Long vẫn đang tạm thời dẫn đầu. Ngay sau thuyền Triều Long đó là thuyền số 2 của đơn vị Triều Phước. Nếu là thuyền thứ 2 thì là của đơn vị Triều Phước. Bởi vì có một cơ của một thuyền đang bị rơi trên dòng sông cho nên chúng tôi chưa xác định được đó là thuyền số bao nhiêu. Đề nghị thuyền số 1 đi thẳng về phía về hạ nguồn. Thuyền số 1 đi thẳng về hạ nguồn.
không ra giữa đường đua để đảm bảo an toàn trước khi các thuyền nan chúng ta đang về đích. Như vậy là chỉ còn khoảng hơn 100 mét nữa thôi. Nội dung vòng loại của thuyền nan bảng A sẽ kết thúc và chúng ta sẽ biết được ba gương mặt xuất sắc lọt vào vòng chung kết là ai. Các nhịp chèo vẫn đang rất nhịp nhàng và mạnh mẽ. Chỉ còn một quãng đường ngắn nữa thôi là các anh sẽ về đích và ghi tên mình vào trận đấu chung kết. Trận đấu để tranh chấp huy chương, những chiếc huy chương quý giá của Đại hội Thể dục Thể thao huyện Triệu Phong lần thứ 8 năm 2021-2022. Nội dung đua thuyền đang chờ đón để các anh vinh dự đeo lên cổ của mình. Vẫn rất mềm mại và nhịp nhàng, một sự phối hợp đều đặn để đưa thuyền lướt nhanh và về đích một cách an toàn. Thấp thoáng từ xa chúng tôi nhận thấy, nếu như mắt chúng tôi không nhìn nhầm thì đó là thuyền số 1. Và nếu là số 1 thì đó là đơn vị Triều Long. Chắc chắn đã là số 1 rồi. Bây giờ thì lá cờ số 1 đã được nhìn rõ hơn. Và với cự ly khoảng cách nhịp chèo như thế này thì không có gì ngăn cản các vận động viên của Triều Long về đích và ghi tên đầu tiên vào trận chung kết. Thuyền đang đi thứ hai. Như vậy đây là thuyền đã đánh rơi mất cờ. Nhiều khả năng là lá cờ đang được vận động viên chèo lái đang cầm ở tay. Đề nghị anh căng lên và báo cho chúng tôi biết là thuyền số bao nhiêu. Vâng, thuyền số 2. Thuyền số 2 là thuyền của đơn vị Triệu Phước. Như vậy là không phải là mất cờ mà là tạm thời ta cất cờ đi để án binh bất động. Đây là một chiến thuật thi đấu của đơn vị Triệu Phước chăng? Ở trong bóng đá thì đã có nhiều huấn luyện viên khi ra sân đá là không cho cầu thủ của mình mặc áo có số để giấu binh. Đây cũng là một bài chiến thuật của đơn vị Triệu Phước. Sau đó thì họ lại treo cờ ngược. Mặc dù vậy thì vẫn chúc mừng đơn vị Triệu Phước đã về đích thứ hai và đã ghi tên mình vào trận đấu chung kết. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm một gương mặt thứ ba ở đợt đua vòng loại đầu tiên này. Thuyền số 3 và thuyền đang đi ở giữa dòng, tay áo treo lái màu xanh lá. Chúng tôi vẫn chưa nhận thấy số. Còn thuyền số 3 là đơn vị đua đài đang cố gắng. Liệu các anh có vượt qua được chiếc thuyền đang bị nghiêng cờ không? Cú nước rút có thể nói là quá ngoạn mục. Đây là đợt nước rút để tranh một vé vào vòng chung kết. Số 3 và một thuyền đi phía trước. Chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy số. Được không? Chỉ còn 50 mét nữa thôi. 30 mét, 20 mét. Như vậy là không kịp. Những nỗ lực có thể nói là quên mình của các vận động viên Triều Đại. Mặc dù vậy thì họ đã không thể vượt qua đối phương. Như vậy là thuyền đã về đích ở vị trí thứ 3. Đó là thuyền số 4 của đơn vị Triều Trạch. Thuyền số 5 của đơn vị Triều Lăng đang qua về đích. Và đi cuối cùng đó là người anh em Triều Vân. Hai thuyền Triều Lăng và Triều Vân đã mắc vào nhau và gặp sự cố khi vừa mới ra khỏi vạch xuất phát được khoảng 100 mét. Chính vì sự cố này mà hai thuyền này phải đi về cuối. Rất tiếc cho các vận động viên đến từ vùng biển Bài Ngang, Triều Lăng, Triều Vân. Mặc dù vậy thì vượt qua được chính bản thân mình để về đích an toàn cũng đã là một chiến thắng rồi. Xin chúc mừng các anh và chúng ta sẽ nỗ lực cố gắng hơn ở những mùa giải tiếp theo. Đề nghị các thuyền chúng ta đưa ngay thuyền của mình vào bờ phía trước mặt ban tổ chức để trả thuyền cho các đơn vị còn lại. Đề nghị Triều Đài cho thuyền về phía trước ban tổ chức. Như vậy là sáng hôm nay tại khu lưu niệm, đồng chí Tổng thư ký Lê Duẩn còn diễn ra một hoạt động, đó là lễ trao học bổng. Xin mời cả thuyền chúng ta, thuyền đa nhanh chóng cập bến để chúng ta nhiều thuyền lại cho đợt đua của bảng B. Ở đợt đua của bảng B, đội Triều Ái xuất phát vị trí số 1, số 2 Triều Trung, số 3 Triều Hoa, số 4 Triều Tài, số 5 Triều Thành và số 6 Triều Sơn. Đề nghị vận động viên của các đội của bảng B chúng ta nhanh chóng khẩn trương đến bến để nhận thuyền.
Xin mời các em học sinh về nhận học bổng thắp sáng ước mơ. Chúng ta vào trong nhà lưu niệm để tiến hành làm lễ trao học bổng. Xin nhắc lại các em học sinh sáng nay về dự lễ trao học bổng thắp sáng ước mơ, chúng ta vào phía trong nhà lưu niệm để dự lễ trao giải trao học bổng. Ở nội dung vùng loại bảng B của Thuyền Đan, số 1 Triệu Ái, số 2 Triệu Trung, số 3 Triệu Hoa, số 4 Triệu Tài, số 5 Triệu Thành và số 6 của Triệu Sơn. Xin mời các vận động viên chúng ta nhanh chóng khẩn trương đến bến để chúng ta lên thuyền. Như vậy là nội dung thuyền rồng vòng loại bảng A đã kết thúc một thách khá thành công và ba gương mặt đã được lọt vào vòng chung kết. Đó là các thuyền của Triều Long, Triều Phước và Triều Trạch. Bây giờ ban tổ chức chúng tôi sẽ tiến hành thi đấu vòng loại của bảng B. Vòng loại bảng B góp mặt 6 đơn vị, đó là các thuyền Triều Ái trên thuyền số 1, đơn vị Triều Trung trên thuyền số 2, đơn vị Triều Hoa trên thuyền số 3, đơn vị Triều Tài trên thuyền số 4, đơn vị Triều Thanh trên thuyền số 5 và đơn vị Triều Sơn ở trên thuyền số 6. Đây cũng là số thứ tư xuất phát của các thuyền. Chúng tôi đề nghị lệnh đội của các đơn vị chúng ta tập kết vận động viên ở phía trước bàn ban tổ chức để tiến hành kiểm tra công tác nhân sự trước khi xuất phát cho đợt đua của vòng loại bảng B, nội dung thuyền nan 7. Chúng tôi xin mời lệnh đội của thuyền rồng nữ. Mời lệnh đội của 6 đơn vị thuyền rồng nữ chúng ta tập kết phía trước ban tổ chức để tiến hành bốc thăm. Xin mời thuyền rồng nữ của Triều Giang, Triều An, Triều Độ, Triều Thượng, Triều Thuận và thị trấn Ái Tử. Như vậy là thuyền rồng nữ của Triều Thần, xin lỗi Triều Giang. Thuyền rồng nữ Triều Thần, Triều Độ, Triều An, Triều Thuận, Triều Thượng và thị trấn Ái Tử. Đề nghị lên đội của 6 đơn vị chúng ta tập kết phía trước ban tổ chức để tiến hành bốc thăm cho nội dung xuất phát của thuyền rồng nữ. Đề nghị lực lượng đồng tài chúng ta kiểm tra nhân sự của bảng B, nội dung thuyền nam để chuẩn bị xuất phát. Nếu không có vấn đề gì về công tác nhân sự thì đề nghị xin mời lệnh đội của đơn vị Triều Độ, Triều An và thị trấn Ái Tử về ban thư ký để bốc thăm. Mời Triều Độ và thị trấn Ái Tử. Mời N6 đơn vị thị trấn Ái Tử. Mời đơn vị Triều Hòa, đơn vị Triều Thành, bảng B thuyền nan tập trung về bên. Một lần nữa mời đơn vị Triều Thành, đơn vị Triều Hòa, bảng B thuyền nan tập trung về bên để chuẩn bị đợt 2. Chúng tôi đề nghị đơn vị Triều Thành khẩn trương. Triều Thành, Triều Hòa, đề nghị lên đôi của các đơn vị chúng ta chuẩn bị lực lượng vận động viên khẩn trương và tập kết phía trước ban tổ chức để chuẩn bị cho xuất phát vòng loại bảng B, thuyền nam 7 người. Đây là đợt đua thứ hai để tiếp tục trên 3 vị thứ nhất, nhì, ba để vào vòng chung kết. Sau nội dung thuyền nam bảng B 7 người thì chúng tôi sẽ tổ chức ngay nội dung thuyền rồng nữ 12 tay chèo. Đề nghị các đơn vị có nội dung thuyền rồng nữ chúng ta chuẩn bị lực lượng vận động viên theo số thuyền đã bốc xăm. Số 1 là đơn vị Triều Thuận, số 2 là đơn vị Triều Thường, số 3 là đơn vị Triều Thị Trấn Ái Tử, số 4 Triều An, số 5 Triều Thành và số 6 là Triều Độ.
Mời đơn vị Triều Thành, Triều Hòa, Triều Ái nhanh chóng đưa thuyền về bến để chuẩn bị xuất phát. Bảng B, thuyền An. Một lần nữa mời đơn vị Triều Thành, Triều Hòa và Triều Ái. Mời đơn vị Triều Ái, Triều Thành, Triều Hòa, thuyền An B, bảng B. Mời thuyền số 1, thuyền mời số 1. Mời đơn vị Triều Ái, thuyền số 1, cập bến. Xin mời đơn vị Triều Sơn, thuyền số 6, quay lại bến. Số 3, đơn vị Triều Hòa, quay vào bờ. Mời đơn vị Triều Thành, hiện nay đơn vị Triều Thành chưa có mặt. Một lần nữa mời đơn vị Triều Thành. Mời thuyền số 6 của đơn vị Triều Sơn, chúng ta vào bờ. Nếu như đơn vị Triều Thành không tham gia, thì chúng tôi sẽ loại đơn vị Triều Thành. Một lần nữa mời đồng chí lên đội của đơn vị Triều Thành đưa vận động viên của đơn vị mình tập trung về bến để chuẩn bị thi vòng loại bảng B. Chúng tôi xin được lưu ý với các vận động viên treo mùi của các thuyền. Mời các đơn vị Triều Trung, Triều Hoa, Triều Tài, Triều Thành, Triều Sơn ra vị trí xuất phát. Triều Thành loại. Như vậy là có vẻ vì một sự cố nhỏ nhỏ ở trên thuyền cho nên các vận động viên của đơn vị Triều Thành vẫn chưa chuẩn bị xong. Và chúng tôi nhận thấy đang có một săn sóc viên mặc áo trắng phải xuống thuyền để khắc phục sự cố cho các vận động viên thuyền An Nam của đơn vị Triều Thành. Đề nghị sau khi khắc phục xong thì đơn vị Triều Thành khẩn trương chúng ta ra vị trí xuất phát để thi đấu nội dung vòng loại bảng B thuyền An Nam 7 người. Nội dung vòng loại cuối cùng của thuyền An Nam. Đây sẽ là đợt đua để tranh chấp ba thứ hạng nhất nhì ba lọt vào vòng chung kết cùng với ba đơn vị đã có mặt ở trận đấu chung kết, đó là Triều Long, Triều Trạch và Triều Phước. Chúng tôi cũng tha thiết đề nghị quý khán giả chúng ta không có nhiệm vụ chúng ta rời khỏi vị trí ban của ban tổ chức. Xin nhắc lại, trân trọng kính mời các khán giả không có nhiệm vụ chúng ta rời khỏi ban của ban tổ chức, và khán giả chúng ta sẽ dự khán các hình ảnh của giải đua ở phía hai bên bậc tam cấp phía trước bến sông. Rất cảm ơn khán giả rất nhiều. Chúng tôi xin nhắc lại thứ tự xuất phát của đợt đua vòng loại bảng B thuyền An Nam 7 người. Số 1 là đơn vị Triều Ái, số 2 là đơn vị Triều Trung, số 3 là đơn vị Triều Hòa, số 4 là đơn vị Triều Tài, số 5 là đơn vị Triều Thành và số 6 là đơn vị Triều Sơn. Đề nghị các thuyền chúng ta ra vị trí tập kết và đứng đúng theo vị trí đã bốc xăm. Các vận động viên chúng ta không cầm vào dây. Chúng tôi xin được nhắc lại là tất cả các hình ảnh của giải đua thuyền truyền thống Huyện Triệu Phong năm 2021 đang được chúng tôi trực tiếp trên fanpage Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể dục Thể thao Huyện Triệu Phong và các trang
Facebook của các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện. Chúng tôi đề nghị quý vị và chúng ta cùng vào xem và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Mời các thuyền chúng ta vào vị trí. Đề nghị các vận động viên chúng ta không cầm vào dây đít. Chúng ta dùng châm treo để điều khiển thuyền lùi hoặc tiến, không cầm vào dây của ban tổ chức. Bởi vì vẫn còn hai đợt đua nữa, một đợt đua dành cho thuyền rồng nữ và một đợt đua dành cho chung kết thuyền nam. Đề nghị tất cả các thuyền lùi lại, thuyền số 1, 2, 3, 4 lùi lại. Đề nghị tất cả các thuyền chúng ta lùi lại theo hồi lệnh của trọng tài xuất phát. Tất cả đều lùi lại. Nếu như mà chúng ta chưa đúng vị trí thì trọng tài sẽ không cho xuất phát. Thuyền số 2 khẩn trương, thuyền số 4 khẩn trương. Hơn nhau là hơn cả chặng đường đua, không phải chỉ hơn nhau ở vạch xuất phát. Đề nghị các thuyền chúng ta chấp hành nghiêm túc cho để đảm bảo tính công bằng và đúng luật trong quá trình tổ chức giải đua. Chưa được, như vậy là trọng tài Nguyễn Văn Mạnh vẫn chưa cho xuất phát. Số 3 là thuyền của đơn vị Triều Hoa. Thuyền số 5 là của đơn vị Triều Thành. Chuẩn bị, xuất phát. Như vậy là hiệu còi của trọng tài Nguyễn Văn Mạnh đã vang lên, báo hiệu đợt đua vòng loại thuyền nam 7 người, đợt đua thứ 2 ở nội dung thuyền nam sáng nay đã bắt đầu. Như vậy là thuyền số 6 là của đơn vị Triều Sơn. Có vẻ như sau khi rơi vào xuất phát thì đã gặp phải một sự cố nhỏ, nhưng các anh đã khắc phục ngay và đang cố gắng để bám đuổi các thuyền phía trên. Như vậy là đã có sự tiếp tục ngay sau khi xuất phát. Ba thuyền đầu tiên đang đi ở top đầu. Như vậy là có vẻ như treo lái của thuyền số 6 đang gặp vấn đề. Hết lượn sang trái rồi lại vòng sang phải. Nếu như nói vui thì đó gọi là đánh vòng ở trong môn đua thuyền. Các thuyền đang lao nhanh về phía về thượng nguồn. Đây là đợt đua cuối cùng ở vòng loại của bảng B, nội dung thuyền nam. Sau nội dung này thì chúng tôi sẽ tiến hành tổ chức ngay nội dung thuyền rồng nữ. Mời thuyền nào đang sở hữu thuyền số 5, thuyền rồng số 5 đề nghị trả về phía trước ban tổ chức cho đơn vị Triều Thành. Chúng tôi xin đọc lại số thuyền của nội dung thuyền rồng nữ 12 tay chèo. Thuyền số 1 là đơn vị Triều Thuận, thuyền số 2 Triều Thượng, thuyền số 3 thị trấn Ái Tử, thuyền số 4 Triều An, thuyền số 5 Triều Thành và thuyền số 6 là đơn vị Triều Độ. Như vậy là các vận viên thuyền nan 5-7 người của chúng ta đang đi qua được khoảng hơn 1/3 chặng đường. Các anh đang tiến nhanh về thượng nguồn. Sau khi thực hiện cú quay đầu tại về thượng nguồn thì các thuyền sẽ về đích tại về rốn và kết thúc vòng loại bảng B, nội dung thuyền nan 5-7 người. Sau khi kết thúc nội dung vòng loại này thì chúng tôi sẽ chọn ra 3 gương mặt xuất sắc nhất về vị trí nhất, nhì, ba để cùng với các đơn vị Triều Trạch, Triều Long và Triều Phước thi đấu ở trận chung kết, trận đấu cuối cùng của mùa giải năm nay để tranh chấp huy chương vàng bạc đồng. Đề nghị thuyền rồng nữ của đơn vị số 1, thuyền rồng nữ số 1 của Triều Thuận, chúng ta khẩn trương rời khỏi vài rốn để không gây ảnh hưởng đến cáng thuyền nan đang chuẩn bị về đích.
Thuyền số 2 không ra về rốn. Thuyền số 2 là của đơn vị Triều Thượng. Như vậy là thuyền số 6 của đơn vị Triều Sơn đã không khắc phục được sự cố và đã bị chìm. Chúng tôi đề nghị lực lượng cứu hộ của đoàn chúng ta khẩn trương giúp đỡ cho thuyền số 6 của đơn vị Triều Sơn. Rất may là vị trí chìm của chúng ta gần sát bờ. Như vậy đang tạm thời dẫn đầu là thuyền số 5. Thuyền số 5 là của đơn vị Triều Thành. Số 3 là của đơn vị Triều Hòa đang ở vị trí thứ 2. Số 2 của đơn vị Triều Trung đang xếp ở vị trí thứ 3. Như vậy là Triều Thành đang tạm thời dẫn đầu. Triều Hoa ở vị trí thứ 2 và Triều Trung ở vị trí số 3. Số 1 của đơn vị Triều Ái đang xếp ở vị trí thứ 4. Vị trí có khả năng để tranh chấp một thứ hạng cao trong top 3. Như vậy là đơn vị Triều Thành số 5 đã lồn về thành công. Các thuyền số 1, số 3 cũng đã lồn về thượng nguồn thành công. Như vậy là một thuyền đang chuẩn bị lồn về thượng, đó là một thuyền không số, cho nên chúng tôi chưa thể thông báo đến quý vị và các bạn được. Còn một thuyền đang gặp sự cố thì đó là thuyền số 6 của đơn vị Triều Sơn. Rất tiếc cho các vận động viên của đơn vị Triều Sơn, có vẻ như là kết quả bốc xăm không thật sự may mắn đã đưa các anh lên một chiếc thuyền chưa thật sự như ý. Xin thành thật chia buồn cùng đơn vị Triều Sơn và rất mong gặp lại các bạn ở mùa giải năm sau. Như vậy là năm thuyền đã tiến hành quay đầu thành công và đang tiến về rốn. Chính xác là tiến về đích. Chỉ còn khoảng 300 mét nữa thôi thì các thuyền chúng ta sẽ hoàn tất đợt đua vòng loại bảng B thuyền A Nam 7 người. Đây là nội dung để chọn 3 vị trí cao nhất vào thi đấu vòng chung kết. Ba cái tên đang chờ sẵn ở vạch xuất phát đó là Triều Long, Triều Phước và Triều Trạch. Chúng ta sẽ xác định ngay ba cái tên tiếp theo sau khi nội dung vòng loại bảng B thuyền A Nam 7 người kết thúc. Ngay sau khi kết thúc nội dung thuyền A Nam 7 người vòng loại bảng B thì chúng tôi sẽ tổ chức ngay nội dung thi đấu thuyền rồng nữ 12 tay chèo. Đề nghị các vận động viên nữ, các thuyền nữ chúng ta tập kết thuyền phía trước bàn của ban tổ chức để làm công tác kiểm tra nhân sự. Xin nhắc lại, lệnh đội của các thuyền rồng nữ, chúng ta đưa thuyền của mình về phía trước bàn của ban tổ chức ngay ở phía dưới bên sông để tiến hành làm công tác kiểm tra nhân sự trước khi bước vào đợt đua. Một đợt đua duy nhất để tranh chấp huy chương, một đợt đua hứa hẹn là vô cùng hấp dẫn, gây cấn và kỹ tín dành cho nội dung thuyền rồng nữ 12 tay chèo. Với sự góp mặt của 6 đơn vị đó là Triều Thượng, Triều Thành, Triều Độ, Triều Thuận, Triều An và thị trấn Ái Tử. Như vậy là đã có thuyền nam chuẩn bị về đích. Thấp thoáng từ xa chúng tôi nhận thấy có vẻ là thuyền số 5. Nếu là thuyền số 5 thì đó là thuyền của đơn vị Triều Thành. Một đơn vị ra thì chậm nhưng về thì nhanh. Có lẽ lại là một chiến thuật chăng? Chắc chắn là thuyền số 5 rồi, thưa các bạn. Như vậy là thuyền số 5 của đơn vị Triều Thành đang một mình băng băng về đích. Không ai có thể ngăn cản được thuyền số 5 vào lúc này. Hai thuyền vẫn đang tranh chấp nhau vị trí thứ 2 và thứ 3. Hai vị trí khá an toàn để giành vé vào vòng chung kết. Chúng tôi sẽ thông báo ngay đến quý vị và các bạn. Ở phía xa xa bên bờ bắc đó là thuyền số 1. Thuyền số 1 là của đơn vị Triều Ái. Và thuyền số 2 đang đi ở giữa dòng đó là thuyền của đơn vị Triều Trung. Mời thuyền số 5, thuyền rồng 5 cập bến.
đề nghị các vận động viên chúng ta không được rút vào bờ. Như vậy là thuyền số 1, thuyền số 2 đã hoàn thành đợt đua của mình và xuất sắc giành hai tấm vé còn lại ở vòng loại bảng B để vào thi đấu vòng chung kết. Các thuyền vẫn đang về đích. Thuyền số 3 là của đơn vị Triệu Hoa. Triệu Hoa cố lên, vượt qua được chính bản thân mình để hoàn thành chặng đường đưa cũng đã là một kỳ tích rồi thưa các bạn. Các bạn hãy cố gắng lên, mùa giải 2022 vẫn đang chờ các bạn ở phía trước. Và cũng xin thông báo Triệu Hoa là đơn vị được chọn để tổ chức đại hội điểm đại hội thể thao của huyện Triệu Phong. Đại hội cơ sở đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 4 năm 2021. Xin chúc mừng các vận động viên của Triệu Hoa đã hoàn thành chặng đường đua về đích một cách an toàn, chiến thắng được bản thân mình để vượt qua được chặng đường đua đã là một chiến thắng rồi thưa các bạn. Và thuyền áo đỏ cuối cùng đó là thuyền của đơn vị Triệu Tài cũng đang cố gắng để về đích. Như vậy là Triệu Tài vẫn về đích ở vị trí thứ 5, bởi thuyền của đơn vị Triệu Sơn, thuyền số 6 đã gặp sự cố và không thể thực hiện tiếp chặng đường đua của mình. Triệu Tài vẫn đang về đích, Triệu Tài cố gắng lên. Không chiến thắng ở mùa giải này thì ta sẽ rút kinh nghiệm để chiến thắng ở những mùa giải tiếp theo. Đề nghị các thuyền chúng ta sau khi về đích thì trả thuyền tại bến. Các vận động viên thuyền nan, chúng ta cho thuyền vào bến phía trước mặt ban tổ chức để chúng tôi chuẩn bị phương tiện cho đợt đua chung kết. Vâng, chúc mừng đơn vị Triệu Tài và đơn vị Triệu Sơn cũng đã thực hiện xong nhiệm vụ của mình ở buổi sáng ngày hôm nay. Và các anh cho thuyền vào ngay bến để chúng tôi chuẩn bị phương tiện cho đợt đua chung kết. Mời các vận động viên nữ chúng ta lên bờ. Xin nhắc lại là mời các vận động viên nữ. Chúng ta đưa thuyền vào bờ để kiểm tra nhân sự. Mời thuyền số 6. Như vậy là về đích ở các vị trí nhất, nhì, ba ở nội dung vòng loại bảng B thuyền nan nam 7 người đó là các đơn vị Triệu Ái, Triệu Trung và Triệu Thành. Như vậy là đây là ba đơn vị đã giành quyền lọt vào vòng chung kết. Mấy đơn vị Triệu Thành, Triệu Độ, Triệu An và thị trấn Hải Tự, chúng ta đưa thuyền cập bến. Mời thuyền đồng nữ thị trấn Hải Tự, Triệu An, Triệu Đô, chúng ta cập bến. Mời thuyền rồng của Triệu Thành, thuyền rồng nữ của Triệu Thành, chúng ta cập bến. Số 6, số 4, cấp bến. Mời số 4, chúng ta cấp bến. Triệu An. Mời các đồng chí cán bộ văn hóa các xã, Triệu Thường, Triệu Thành, Triệu Đô, Triệu Thuần, Triệu An và thị trấn Hải Tự tới tại bến để gặp ban tổ chức. Mời thuyền rồng nữ Triệu Thành. Mời thuyền rồng nữ Triệu Thành, chúng ta cập bến. Mời các đồng chí cán bộ văn hóa các xã, Triệu Thường, Triệu Thành, Triệu Đô, Triệu Thuần, Triệu An và thị trấn Hải Tự, chúng ta đến ngay nơi bến để gặp ban tổ chức.
Như vậy là do thuyền số 5 gặp sự cố cho nên là đơn vị Triều Thanh sẽ thi đấu trên thuyền dự phòng, thuyền số 7. Mặc dù là đi thuyền số 7 nhưng mà các vận động viên của Triều Thanh vẫn xuất phát ở vị trí thứ 5. Xin nhắc lại là mặc dù đi thuyền số 7 nhưng các vận động viên nữ của Triều Thanh vẫn xuất phát ở vị trí thứ 5. Mời Triều Thanh đơn vị, mời cán bộ văn hóa xã Triều Thanh. Chúng tôi thấy là vẫn còn một thuyền chưa có mặt, đó là thuyền số 3. Trong sắc màu áo thị trấn Đại Từ, thuyền số 3 thị trấn Đại Từ. Thuyền nữ thị trấn Đại Từ cập bến. Chúng tôi xin được nhắc lại là tất cả các hình ảnh của giải đua thuyền truyền thống huyện Triệu Phong năm 2021 đang được chúng tôi truyền được tiếp trên fanpage Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể dục Thể thao huyện Triệu Phong và các trang fanpage của các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện. Chúng tôi kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng vào xem và chia sẻ cho mọi người cùng xem để tạo sức lan tỏa và gửi những hình ảnh vô cùng đẹp mắt của giải đua thuyền truyền thống đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Như vậy là cả 6 thuyền đã có mặt ở vị trí để kiểm tra công tác nhân sự. Trong sắc áo cam là thuyền của đơn vị Triều Độ, trong sắc áo hồng là thuyền, xin lỗi, áo cam là đơn vị Triều Thượng, áo hồng là của đơn vị Triều Độ, áo đỏ tay sen là của đơn vị Triều Thuần. Áo màu xanh biển là quê hương Triều An. Trong sắc phục áo trắng là Triều Thanh. Và trong sắc phục áo xanh chuối là đơn vị thị trấn Đại Từ. 6 sắc màu rất đẹp và rất rõ rệt đang tạo nên một vườn hoa ở trên dòng sông. Chúng ta sẽ chờ xem chỉ trong giây phút nữa thôi là đợt đua duy nhất của nữ trong mùa giải năm nay sẽ bắt đầu. Đợt đua để tranh chấp bộ huy chương vàng bạc đồng đầy danh giá của môn đua thuyền tại Đại hội Thể dục Thao huyện Triệu Phong lần thứ 8 năm 2021-2022. Việc tổ chức giải đua thuyền truyền thống năm 2021 bên cạnh nội dung là lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 114 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn và là môn thi đấu chính thức trong Đại hội Thể dục Thao huyện Triệu Phong lần thứ 8 năm 2021-2022. Đây còn là dịp để chúng ta củng cố và duy trì lực lượng tại chỗ đây tinh nhuệ để sẵn sàng ứng cứu trong mùa mưa bão, bởi các vận động viên đua thuyền của chúng ta là lực lượng tại chỗ vô cùng nhiệt huyết ở các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.
Chúng tôi cũng xin được gửi đến các bạn một thông điệp, đó là quý vị và các bạn chúng ta hãy chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để tham gia tập luyện hàng ngày nhằm nâng cao sức khỏe cho bản thân và gia đình cũng như là xã hội. Thuyền số 4, số 1 và số 5 lùi lại. Số 4, 4 và 5 vẫn đang còn rất cao, đề nghị lùi lại. Số 1. Số 5 và số 4 và số 6. Xuất phát, như vậy là hiệu còi xuất phát của đợt đua nội dung thuyền rồng nữ 12 tay chèo đã cất lên. 6 con rồng trong 6 sắc phục khác nhau đang lao nhanh về phía hệ thượng nguồn. Một hình ảnh rất đẹp, một cuộc chiến đầy cam go để tranh chấp bộ huy chương. Ai sẽ là người đứng trên bục cao nhất? Người đó chỉ có giành chiến thắng bằng ý chí, sức lực và chiến thuật thi đấu một cách hợp lý. 6 thuyền đang dàn một hàng ngang ở trên sông và vẫn chưa có sự tiếp tục nào diễn ra. Điều này chứng tỏ là thực lực của các đội đua ở năm nay gần như là cân bằng nhau. Chúng ta hãy chờ xem là ở cú lộn vai thượng nguồn tình hình sẽ diễn ra như thế nào. Bởi vì chỉ qua cú lộn vai thì kỹ năng mới được thể hiện. Ở đợt đua này thì các thuyền sẽ đi một vòng hai tàu, xuất phát tại vè đốn, đi lên vè thượng nguồn, quay đầu đi về qua vè đốn về vè hạ lưu và sẽ về đích tại vật xuất phát. Đây là đợt đua để tranh chấp ngay bộ huy chương vàng bạc đồng. Bởi vậy các vận động viên chúng ta đang thi đấu với một nỗ lực đến 200% và 6 thuyền vẫn gần như là đi ngang nhau. Chúng tôi vẫn chưa xác định được là thuyền nào đang nhìn hơn. Hình ảnh từ flycam ở trên cao đang cho chúng tôi nhận thấy là 6 thuyền gần như là ngang nhau và thuyền đi sau cùng chỉ cách thuyền đi đầu tiên khoảng 30 phân mà thôi. Một hình ảnh rất đẹp, nếu như các bạn vào Facebook và xem từ máy quay trên cao hay còn gọi là flycam, rất tuyệt vời. 6 thuyền vẫn đang đi song song với nhau. Một hình ảnh rất đẹp. Một điều rất lý thú là các bạn vừa xem trực tiếp ở trên dòng sông mà vừa bật máy để kết nối vào Internet và vào trang fanpage Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể dục Thể thao huyện Triệu Phong cũng như là các trang Facebook của các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện, thì chúng ta sẽ nhận thấy rất nhiều hình ảnh trên dòng sông, hình ảnh khán giả và đặc biệt là hình ảnh từ máy quay trên cao sẽ thấy được là các thuyền đang đi như thế nào. Và bây giờ là đã có sự tích tốt. Ba thuyền đang tạm thời dẫn đầu. Và ba thuyền đang tạm thời tụt lại phía sau. Nhưng chỉ cách nhau một thân thuyền mà thôi. Có nghĩa là các thuyền chỉ cách nhau khoảng 5 mét. Một cuộc đua rất kịch tính và hấp dẫn. Chúng tôi sẽ thông tin ngay số thuyền đang tạm thời dẫn đầu và chuẩn bị quay đầu ở vai thượng đến với các bạn chỉ trong giây lát nữa thôi. Cả 6 thuyền đang chuẩn bị để vào về thượng nguồn. Các thuyền đang chuẩn bị cập vào về thượng nguồn để chuẩn bị cuộc đấu. Như vậy là vẫn thuyền số 1. Thuyền số 1 là của đơn vị đội thuần đang tạm thời dẫn đầu. Như vậy là theo thông tin mà chúng tôi vừa mới cập nhật thì thuyền số 2 mới là thuyền dẫn đầu. Tiếp theo là thuyền số 1. Hai thuyền số 1 và số 2, Tiểu Thường và Tiểu Thuần đang tranh chấp nhau. Và thuyền số 1, thuyền số 2, hai thuyền đang lên về. Một hình ảnh rất đẹp, các thuyền đang cặp vào nhau để lộn về. Và chúng tôi nhận thấy là hình ảnh từ xa thì các thuyền đang lộn về một cách đúng luật.
Thuyền đang tạm thời đi cuối đoàn đua, đó là thuyền số 6 của đơn vị điều độ. Như vậy hai thuyền đang tạm thời nhận đầu, đó là thuyền số 1 của đơn vị điều thường và thuyền số 2 của đơn vị điều thuận. Như vậy là thuyền số 1 là của đơn vị điều thuận và thuyền số 2 là của đơn vị điều thường. Hai thuyền đang tạm thời dẫn đầu. Cả 6 thuyền đều đã hoàn thành cú lượn về rừng nguồn của mình và đang chuẩn bị đi qua vệ rốn về hạ lưu để kết thúc đợt đua ngay tại vệ rốn. Xin mời lãnh đội của 6 đơn vị thuyền nam nhân quyền lọt vào trận chung kết, chúng ta về ban thư ký để tiến hành bốc thăm chuẩn bị cho vị trí xuất phát cũng như là số thuyền của nội dung chung kết thuyền nam. Đây là đợt đua để tranh chấp huy chương, một đợt đua hứa hẹn là sẽ hấp dẫn và vô cùng uy tín. Như lệ vậy là có sự tất tốp khá rõ rệt. Một thuyền đang dẫn đầu, hai thuyền đang đi song song với nhau ở vị trí thứ hai và ba thuyền còn lại thì đang ở tốp cuối. Dẫn đầu đang là sắc áo màu đỏ, nếu là áo màu đỏ thì đó là điều thuận. Nếu là sắc áo màu đỏ thì đó là thuyền của đơn vị điều thuận. Và nhiều khả năng sau áo màu đỏ là áo màu cam. Áo màu cam là áo của sắc áo triều thượng, những cô gái đến từ miền Sơn Cước. Mời đơn vị Triều Trung và đơn vị Triều Ái, mời lãnh đội của Triều Trung và Triều Ái về ban thư ký để bốc thăm nội dung thuyền nan. Các thuyền đang chuẩn bị qua về rốn. Sau khi qua về rốn thì tiếp tục đi về hạ lưu, quay đầu và về đích tại về rốn để kết thúc nội dung thi đấu của thuyền rồng nữ. Như vậy là thuyền áo đỏ của đơn vị Triều Thuận đang bứt lên khá xa. Ngay sau Triều Thuận là đơn vị Triều Thường, một đơn vị có tràn đầy sinh lực để có khả năng tranh chấp. Chúng ta hãy chờ xem là sau khi qua về rốn và về hạ lưu thì Triều Thường sẽ thi đấu như thế nào. Liệu các chị có theo được các anh? Bởi vì ở đợt đua đầu tiên thì các vận động viên nam của đơn vị Triều Thường đã xuất sắc trên chiếc vô địch. Một khoảng cách khá xa và khá an toàn đang được cả cô gái đến từ Triều Thuận tạo ra. Ở nhóm thứ hai như vậy là thuyền của đơn vị Triều Thường và thuyền của đơn vị Triều An đang tranh chấp nhau. Thuyền đi thứ ba là sân chuối, sắc màu sân chuối là của thị trấn Ái Tử. Hai thuyền đang đi ở tập cuối, đó là thuyền áo trắng của đơn vị Triều Thành và thuyền áo hồng của đơn vị Triều Độ. Những hình ảnh có thể nói là rất đẹp và rất sinh động. Như vậy là áo đỏ của Triều Thuận đang tạm thời dẫn đầu. Vào lúc này thì áo xanh của Triều An cũng đang tranh chấp vị trí thứ nhì với áo cam của đơn vị Triều Thượng. Triều Thuận đã quá về rốn. Triều Thường đang nhìn hơn Triều An chỉ khoảng 1m80 mà thôi. Rất tuyệt vời. Như vậy là Triều Thuận và Triều An cũng đã qua về rốn. Thị trấn Ái Tử trong sắc áo xanh chuối cũng đã qua về rốn. Hai thuyền còn lại đó là thuyền của Triều Thành và Triều Đồ cũng đang bám sát để về hạ lưu. Cú quay đầu ở về hạ lưu sẽ là cú đánh quyết định để tranh chấp huy chương. Huy chương là màu gì thì chúng ta sẽ chờ xem ở cú quay đầu ở về hạ lưu. Các vận động viên của chúng ta vẫn đang miệt mài và những nhát chém của các cây chèo vẫn đang mạnh mẽ. Rất đều đặn, nhịp nhàng và mạnh mẽ. Chiến thắng chỉ dành cho những ai có ý chí, nỗ lực cao hơn, tinh thần thi đấu quyết tâm hơn và một chiến thuật thi đấu hợp lý hơn. Cùng với đó là một cú bẻ lái tại các vai thượng nguồn và hạ lưu xuất sắc hơn. Chúng ta sẽ chờ xem là thuyền nào sẽ cập về hạ lưu đầu tiên.
Như vậy là thuyền áo đỏ đã quay đầu. Áo đỏ đã quay đầu có nghĩa là đơn vị Triều Thuần đã thực hiện xong cú lồn về tại vệ hạ lưu. Sau áo đỏ là áo cam. Sau áo đỏ là áo cam. Áo cam là của đơn vị Triều Thượng. Và sau áo cam thì áo xanh biển của đơn vị Triều An cũng đã thực hiện xong cú quay đầu. Áo màu xanh chuối của thị trấn Ái Tử cũng đã quay đầu thành công. Áo màu hồng là của đơn vị Triều Độ. Và cuối cùng, đang quay đầu cuối cùng đó là đơn vị Triều Thần. Với cự ly và khoảng cách như thế này thì chỉ có vỏ bể mới làm cho các con vị cô gái Triều Thần mất huy chương mà thôi. Một khoảng cách rất an toàn. Có thể nói một điều chắc chắn là không gì có thể ngăn cản được các cô gái áo đỏ về đích. Ngay sau đó là thị trấn Ái Tử. Như vậy là kỹ thuật, kỹ năng quay đầu ở vệ hạ lưu đã được các cô gái áo chuối xanh lên vị trí thứ nhì. Một cú xoán ngôi vô cùng ngoạn mục. Và đơn vị Triều Thượng đang tạm thời tụt xuống vị trí thứ ba, thậm chí là còn thứ tư. Như vậy là vào về thì thứ hai, nhưng mà sau khi quay đầu có vẻ là các cô gái của đơn vị thị trấn Ái Tử đã tròn đi vào phía trong và bứt lên một cú đổi ngôi có thể nói là rất ngoan mục của các tiên nữ áo xanh. Quá là tuyệt vời. Và như vậy là bốn thuyền ở vị trí thứ ba vẫn đang so nhau. Như vậy là Triều Thuần đã về đích. Xin chúc mừng, huy chương vàng ở nội dung thuyền rồng nữ đã thuộc về các cô gái đến từ mảnh đất Triều Thuần, một mảnh đất có truyền thống đua thuyền lâu năm. Và cùng xin chúc mừng, có hơi sớm chăng, các tên nữ áo xanh chuối đến từ thị trấn Ái Tử. Trên đường đua thì thị trấn Ái Tử ở vị trí thứ tư, nhưng mà sau khi qua về hạ lưu thì thị trấn Ái Tử đã xuất sắc để lên vị trí thứ nhì, giành huy chương bạc. Quá là tuyệt vời. Một cú sốc ở đây vẫn đang còn một huy chương đồng nữa. Một huy chương đồng, vâng. Số bao nhiêu? Số 2, số 6 và số 4. Như vậy là chúng tôi xác định được là số 2, số 6, số 4 là thứ tự về đích ở top vừa rồi. Trong đó có cả số 7. Vâng, nhưng số 2 là đội về thứ 3, đồng nghĩa với việc Triều Thượng là đội đạt huy chương đồng. Đề nghị các thuyền chúng ta tách nhau ra. Đề nghị thuyền của đơn vị Triều Thượng chúng ta bình tĩnh. Đề nghị các thuyền tách nhau ra. Đề nghị lực lượng công an ở trên sông chúng ta tách các thuyền xa nhau ra. Xin lưu ý với các vận động viên là chúng ta vẫn đang trực tiếp trên Facebook, cho nên các vận động viên hãy giữ một thái độ thi đấu bình tĩnh, thi đấu với một quả tim nóng nhưng cái đầu thì phải luôn luôn lên để tạo ra được những hình ảnh đẹp đẽ đến với bạn bè khắp năm châu. Đề nghị các chị chúng ta bình tĩnh. Như vậy là đợt đua thứ tư, đợt đua của nội dung thuyền rồng nữ đã kết thúc. Xin mời 6 đơn vị vào chung kết thuyền rồng nam. Chúng ta tập kết ở phía trước ban tổ chức để thi đấu nội dung chung kết. Nội dung chung kết thuyền rồng nam sẽ thi đấu một vòng hai tao. Cự ly là mời đơn vị thuyền án số 6 và thuyền án số 3 chúng ta đưa về bến để giao lại cho Trục Phước và Triều Ái. Như vậy là chúng tôi xác định lại thứ tự về đích của nội dung thuyền rồng nữ. Số 1 là thuyền số 1 của đơn vị Triều Thuần
Thứ hai là thuyền số 3 của đơn vị Triều Độ. Thứ ba là thuyền số 2 của đơn vị Xin lỗi các bạn. Thứ hai là thuyền số 3 của đơn vị Thị trấn Ái Tử. Thứ ba là thuyền số 1 của đơn vị Triều Thượng. Thứ tư là thuyền số 6 của đơn vị Triều Độ. Thứ năm là thuyền số 4 của đơn vị Triều An. Và thứ sáu là thuyền số 7 của đơn vị Triều Thần. Mời các đội Triều Long, Triều Phước, Triều Trạch, Triều Thần, Triều Ái, Triều Trung. Chúng ta đưa thuyền về bến. Mời đơn vị Triều Long, Triều Phước, Triều Trạch, Triều Thần, Triều Ái, Triều Trung, thuyền Nam Nam, thi đấu chung kết chúng ta cập bến. Mời thuyền số 6 chúng ta cập bến. Mời đơn vị Triều Sơn thuyền số 6 chúng ta đưa về bến để giao lại cho Triều Phước. Và thuyền số 3 của đơn vị Triều Hòa chúng ta đưa về bến để giao lại cho đơn vị Triều Ái. Mời thuyền số 4 chúng ta cập bến. Mời thuyền số 4 chúng ta cập bến. Mời thuyền số 4, số 2 chúng ta cập bến. Quý vị và các bạn thân mến, như là bốn đợt đua đã trôi qua, gồm có hai đợt chung kết của thuyền rồng và hai đợt vòng loại của thuyền nan. Bây giờ chỉ còn một đợt đua cuối cùng. Đợt đua cuối cùng đó là đợt đua chung kết thuyền nan nam 7 người. Đây là đợt đua để tranh chấp huy chương. Vì vậy mà hứa hẹn đợt đua này sẽ diễn ra hấp dẫn và kỹ tính, khép lại giải đua thuyền truyền thống huyện Triệu Phong năm 2021. Chào mừng kỷ niệm 114 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn và các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5 của quê hương Triệu Phong và dân tộc Việt Nam. Những hình ảnh rất đẹp mà chúng tôi đã gửi đến các bạn, và cũng đề nghị các bạn chúng ta tiếp tục truy cập vào trang fanpage Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể dục Thể thao huyện Triệu Phong, cũng như là các trang Facebook của các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện để cùng xem, thưởng thức những hình ảnh đẹp mà những chiếc máy quay của tôi mang lại và chia sẻ. Mời thuyền số 6 đang ở trên sông chúng ta cập bến cho bạn bè cùng xem. Alo, đề nghị vận động viên Phạm Chí Thân của đơn vị Triều Thuận xuống thuyền của Triều Trạch. Vận động viên Phạm Chí Thân đã tham gia giải thuyền rồng rồi, đề nghị tiếp tục thực hiện. Đội Triều Trạch xác định lại cái nhân sự đợt đua vòng chung kết. Alo. Mời thuyền Nam Nam số 2 đang ở giữa dòng vào bến. Xin nhắc lại,
Mời thuyền Nam số 2 đang ở dưới dòng vào bến. Mời tất cả các thuyền tham gia nội dung chung kết vào bến để kiểm tra nhân sự trước khi thi đấu. Tất cả đều phải kiểm tra. Tất cả các thuyền đều phải vào bến để kiểm tra nhân sự trước khi thi đấu chung kết. Đó là yêu cầu của ban tổ chức. Đề nghị các thuyền chúng ta chấp hành cho. Và khẩn trương đưa thuyền về phía trước bến của ban tổ chức để chúng tôi kiểm tra nhân sự. Trời đã bắt đầu nắng lên rồi. Mặc dù chúng ta chỉ còn một đợt đua nữa thôi. Một đợt đua 2 km, một vòng, hai tàu. Đề nghị cả vận động viên chúng ta cùng hợp tác với ban tổ chức để tổ chức giải thành công và xong sớm để đảm bảo thể lực cũng như là sức khỏe cho tất cả mọi người. Thuyền số 4 cập bến. Thuyền số 4. Mời đơn vị Triệu Hoa đưa thuyền số 3 cập bến. Theo quan sát và ước tính của chúng tôi thì hiện nay đang có khoảng 5.000 khán giả chứng kiến trực tiếp tại bến sông khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn và hơn 3.000 khán giả đang xem. Mời đơn vị Triệu Hoa, chúng ta đưa thuyền về bến trả lại cho ban tổ chức. Mời đơn vị Triệu Hoa, chúng ta đưa thuyền số 3 cập bến. Mời các cán bộ văn hóa của các xã Triệu Trạch, Triệu Long, Triệu Thành, Triệu Trung. Đề nghị đơn vị Triệu Hoa khẩn trương. Triệu Hoa có mặt chưa? Triệu Hoa có mặt chưa? Nếu Triệu Hoa không có mặt, xem như Triệu Hoa không tham gia được đua chung kết. Không, Triệu Hoa trả thuyền thôi. Triệu Hoa loại à, như vậy là Triệu Hoa trả thuyền thôi. Lúc này là ở đợt đua vòng bảng bảng B. Triệu Hoa về thứ tư. Nhưng mà vẫn chưa trả thuyền cho ban tổ chức. Đề nghị đơn vị lãnh đội của đơn vị Triệu Hoa. Như vậy là đội Triệu Trung đã nhận thuyền và đang chuẩn bị. Chúng tôi nhận thấy là các vận động viên của Triệu Trung cũng đang đề nghị thuyền của đơn vị Triệu Trung, thuyền số 3. Chúng ta quay về bên, không khởi động nữa. Mời thuyền số 3 đang khởi động trên sông, chúng ta cập bến. Chúng ta chỉ còn một đợt đua nữa thôi là sẽ kết thúc giải đấu năm nay. Chúng tôi đề nghị các vận động viên chúng ta thi đấu với tinh thần thể thao đoàn kết trung thực và cao thượng. Thi đấu với một quả tim nóng nhưng với một cái đầu lên. Tôn trọng khán giả, tôn trọng ban tổ chức và tôn trọng đối thủ. Chiến thắng trên niềm vinh quang của thể thao. Không có những hình ảnh không đẹp. Bởi vì những hình ảnh thi đấu ở mùa giải năm nay đang được chúng tôi truyền được tiếp trên fanpage. Cho nên đề nghị các bạn chúng ta thi đấu với tinh thần thể thao trung thực và cao thượng, tạo ra hình ảnh đẹp, một sức sống mới cho thể thao của Hiền Nha. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, nhân kỷ niệm 114 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn, mùng 7 tháng 4 năm 1907, mùng 7 tháng 4 năm 2021, huyện Triệu Phong tổ chức giải đua thuyền truyền thống năm 2021. Đây cũng là môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội Thể thao huyện Triệu Phong lần thứ 8. Chúng ta đã trải qua được 4 chặng đua và đây là chặng đua cuối cùng, chặng đua để tranh chấp huy chương giữa các vận động viên thuyền nan 7 người.
Đề nghị Triều Long chậm lại, Triều Long không ra về rộn sớm để cho ban tổ chức tiến hành kiểm tra. Khi nào có ý kiến của ban tổ chức thì tất cả các thuyền mới được ra về rộn cùng một lúc. Đây là một hoạt động mang rất nhiều ý nghĩa. Bên cạnh việc lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương đất nước, thì hoạt động đua thuyền truyền thống hàng năm còn là... Triều Long, quay vào đây đó. Để giữ gìn và phát huy nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc, cũng như là để mọi người cùng nhau tham gia tập luyện thể dục thao nâng cao sức khỏe, tích cực hưởng ứng của cộng đồng toàn dân thể thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Văn hóa của các xã Triều Long, Triều Phước, Triều Trạch, Triều Thành, Triều Ái, Triều Trung lên bàn ban tổ chức. Mời đồng chí Tuyền, cán bộ văn hóa xã Triều Long. Mời cán bộ văn hóa xã Triều Phước, Triều Trạch, Triều Thành, Triều Ái, Triều Trung. Mời cán bộ văn hóa Triều Ái về Triều Trung. Alo, mời toàn thể vận động viên của 6 đội chung kết lên trên bờ. Mời tất cả 6 đội vận động viên toàn thể lên bờ. Tập trung theo một hàng dọc ở trên bờ. Các đơn vị khẩn trương cho. Đề nghị toàn bộ vận động viên của 6 đơn vị ở vòng chung kết thuyền nan lên tập trung ở trên bờ. Đề nghị khẩn trương. Đề nghị khẩn trương lên. Đề nghị các đồng chí trưởng đoàn chuẩn bị các cái hồ sơ như chứng minh thư để chuẩn bị xuất trình ban tổ chức. Một đội tập trung thành một hàng dọc. Đừng lên trên bờ đi. Đề nghị đơn vị trọng trách Triều Long khẩn trương. Đứng thành một hàng dọc. Mời các đơn vị còn lại chúng ta khẩn trương đi. Mời đơn vị Triều Trạch và Triều Long khẩn trương lên bờ và tập trung ở vị trí. Đưa thuyền về trước bến. Sau khi ban tổ chức kiểm tra nhân sự xong đơn vị nào thì lên thuyền ra thẳng về bến. Còn đơn vị nào vi phạm, ban tổ chức sẽ loại khỏi cuộc đua luôn. Vận động viên của các thuyền chúng ta đứng tách nhau ra, đứng dàn rộng cự ly ra để các trọng tài thuận lợi trong việc kiểm tra nhân sự. Dưới thuyền, đề nghị các đồng vận động viên đang ngồi dưới thuyền đứng dậy hết, đứng dậy khỏi thuyền. Mời tất cả các vận động viên chúng ta lên bờ, đứng thành một hàng dọc cho một đội để ban tổ chức tiến hành kiểm tra nhân sự. Đội Triều Trung bước sang bên phải đi. Triều Trung sang phải đi. Chúng tôi tách nhau ra xa ra để kiểm tra nó thuận lợi hơn. Một đội có được phép thuê một chèo lái. Mời đội Triều Phước lên thuyền. Nếu thay đổi vận động viên, ban tổ chức sẽ loại khỏi cuộc đua luôn. Lên thuyền ra thẳng ở vạch xuất phát. Không được đi về đâu kia nữa.
Mời đội trọng phước khẩn trương ra vạch xuất phát. Đề nghị hai trọng tài ở vạch xuất phát giám sát các vận động viên đi thuyền, không được đội vận động viên. Triệu Thành mới rồi. Triệu Thành mới rồi. Triệu Thành lên thuyền. Đơn vị Triệu Thành. Đơn vị Triệu Thành lên thuyền đi ra vạch xuất phát đi. Đơn vị Triệu Phước và Triệu Thành khẩn trương ra vạch xuất phát. Một đơn vị thuyền an, ban tổ chức cho phép được thuê một chèo lái hoặc một vận động viên khác. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Đơn vị Triệu Thành cho thuyền ra khỏi bến đi. Đơn vị nào không đảm ứng theo yêu cầu thì trên ban tổ chức để không tham gia đua nữa. Triệu Trường xong thì lên thuyền. Đơn vị vừa xong lên thuyền ra vạch xuất phát. Bên đây còn lại ba đơn vị một đây. Mời anh Tín, cán bộ văn hóa của xã Triệu Ái. Mời anh Tín của đơn vị Triệu Ái khẩn trương về ở chỗ bến. Mời anh Tín. Đơn vị Triệu Ái tập trung lại đi. Rồi thì mời đơn vị Triệu Trạch và Triệu Ái lên thuyền ra và xuất phát. Riêng đơn vị Triệu Long, ban tổ chức cho 5 phút để sắp xếp mang hồ sơ tới cho ban tổ chức theo quy định. Còn sau 5 phút không có hồ sơ hợp lệ theo điều lệ của ban tổ chức đề ra thì ban tổ chức sẽ loại khỏi cuộc đua. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, như vậy là bên cạnh việc tổ chức giải đua thuyền Đình Hồ năm để duy trì và phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc thì đây còn là một đợt đề nghị thuyền số 4 đơn vị bơ quay lại bơ, thuyền số 4 quay lại bơ, nếu còn một lần nữa đội lại người đi, nếu đội lại người thì chúng tôi loại khoa cục đô luôn, lên lại vị trí lại. Các thuyền kia ra bên xuất phát đi.
Đề nghị đơn vị Triều Long lên thuyền, đưa thuyền đến ở trực bên để ban kiểm tra, ban tổ chức kiểm tra lại. Đề nghị khẩn trương chưa? Đề nghị đồng chí Tuyền, nếu không có đủ hồ sơ theo quy định thì đội Triều Long không được xuất phát. Đề nghị các đơn vị thuyền rồng sau khi đã thực hiện xong các đợt đua, đề nghị các đơn vị tháo đồ rồng ra giúp cho ban tổ chức để tiền trong việc di chuyển để về trả cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Đề nghị các đơn vị thuyền rồng khẩn giúp cho. Xin cảm ơn. Như vậy là cả 6 thuyền đã hoàn tất thủ tục về công tác nhân sự và đang tập kết tại vị trí xuất phát. Đây là đợt đua cuối cùng của mùa giải năm nay. Đợt đua mang rất nhiều ý nghĩa. Bên cạnh việc tranh chấp huy chương, thì đội đạt giải nhất ở mùa giải năm nay sẽ được thăng hạng thi đấu nội dung thuyền rồng ở mùa giải tiếp theo. 6 đơn vị góp mặt tại trận đấu chung kết này. Tại đợt đua chung kết đó là đơn vị Triều Long, vị trí số 1. Số 2 là Triều Trung, số 3 là Triều Ái, số 4 Triều Trạch, số 5 Triều Thành và số 6 là đơn vị Triều Phước. 6 đơn vị sẽ thi đấu để tranh chấp một bộ huy chương vàng bạc đồng. Như vậy là thuyền số 5. Số 6, như vậy là thuyền của đơn vị Triều Phước lại phải quay vào bờ. Chúng tôi vẫn chưa biết được nguyên nhân. Nhiều khả năng là đã có sự cố về mặt. Mời thuyền của đơn vị Triều Long vào bờ. Chúng tôi xin mời thuyền số 1 của đơn vị Triều Long, chúng ta vào bờ. Đề nghị đơn vị các vận động viên Triều Long đưa thuyền vào bờ. Và đội Triều Phước vẫn ở nguyên tại chỗ. Triều Phước không di chuyển nữa, ở đó. Mời Triều Phước ra vật xuất phát. Chúng tôi đề nghị đơn vị Triều Phước, các vận động viên lên thuyền, ra vật xuất phát. Alo. Đề nghị đội Triều Long một lần nữa bổ sung toàn bộ hồ sơ, nếu không đội Triều Long loại khỏi cuộc đua này. Đề nghị đơn vị Triều Phước ra và xuất phát.
Đề nghị Triệu Phước vẫn cứ ra và đón. Việc giải quyết nhân sự của đơn vị Triệu Long là của ban tổ chức, còn việc của đơn vị Triệu Phước là tham gia thi đấu. Như vậy là các thuyền đang tập kết tại vạch xuất phát. Đây là đợt đua cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay và cũng là đợt đua cuối cùng mùa giải năm 2021. Giải đấu nằm trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Huyện Triệu Phong lần thứ 8. Sáu thuyền đang có mặt tại vị trí xuất phát, đó là thuyền số 1 của đơn vị Triệu Long, thuyền số 2 đơn vị Triệu Trung, thuyền số 3 đơn vị Triệu Ái, thuyền số 4 đơn vị Triệu Trạch, thuyền số 5 đơn vị Triệu Thanh và thuyền số 6 là đơn vị Triệu Phước. Ở đợt đua này thì các vận động viên của chúng ta sẽ thi đấu với cự ly là 2 km, một vòng, hai tao, xuất phát tại vạch đốn. Vẫn chưa xuất phát, đề nghị Triệu Long quay lại. Các vận động viên của chúng ta nghe hiệu lệnh còi của trọng tài xuất phát để xuất phát. Các vận động viên sẽ thi đấu một vòng hai tao xuất phát tại vạch rốn, lên về thượng nguồn, quay đầu đi về ngang qua vạch rốn về vạch hạ lưu, quay đầu tại vạch hạ lưu và kết thúc lượt đấu tại vị trí vạch đích. Đây là đợt đua để tranh chấp bộ huy chương. Như vậy là hiệu lệnh còi xuất phát đã bắt đầu. Sáu thuyền đang lao nhanh về phía vạch thượng nguồn. Đây sẽ là đợt đua để tranh chấp thứ hạng có huy chương và để giành thứ hạng nhất, đội nhất ở mùa giải năm nay tại nội dung thuyền rồng. Thuyền An Nam sẽ được lên thi đấu tại nội dung thuyền rồng Nam ở mùa giải tiếp theo. Và đang có một sự va chạm nhau, một sự va chạm rất bình thường ở trong môn đua thuyền ở trên sông. Các thuyền đang vướng vào nhau, chưa tách nhau ra được để thoát đi. Cả sáu thuyền gần như là đang đi ngang nhau. Nói chính xác là bốn thuyền đang thành một hàng ngang. Có một thuyền đang vượt lên một chút và một thuyền thì đang tạm thời đi sau cùng. Chúng ta hãy chờ xem. Đây là đợt thi đấu cuối cùng của mùa giải năm nay. Chúng tôi xin nhắc lại với quý vị và các bạn chúng ta là tất cả mọi hình ảnh của giải đua năm nay đang được chúng tôi truyền trực tiếp trên fanpage Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể dục Thể thao huyện Triệu Phong cũng như là các trang Facebook của các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện. Chúng tôi tha thiết đề nghị quý khán giả chúng ta cùng vào xem, chia sẻ cho nhiều người cùng xem để tạo sức lan tỏa và quảng bá những hình ảnh vô cùng đẹp mắt của môn đua thuyền tại Đại hội Thể dục Thể thao huyện Triệu Phong lần thứ 8, cũng như là gìn giữ và phát huy nét đẹp truyền thống của văn hóa dân tộc. Vẫn có rất nhiều con em của quê hương Triệu Phong nói riêng và Quảng Trị nói chung đang sinh sống, học tập và làm ăn ở trên mọi miền của Tổ quốc, rất muốn được về để chứng kiến những đợt đua vô cùng hấp dẫn và kỳ tín
nhưng do nhiều lý do về công việc cho nên các bạn không về được, thì chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là trang Facebook, để những con em ở xa vẫn có thể chứng kiến được hình ảnh của quê nhà. Và lúc này thì các thuyền của chúng ta đang chuẩn bị áp sát về thượng nguồn. Đây là cú lồn về thượng nguồn duy nhất ở đợt đua này. Khi vào xem trên trang Facebook thì các bạn sẽ được quan sát thấy những hình ảnh vô cùng đẹp từ máy quay trên cao, hay còn gọi là flycam của chúng tôi ghi hình và chuyển đến các bạn qua trang Facebook Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể dục Thể thao huyện Triệu Phong và các trang Facebook của các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện. Chúng tôi sẽ thông tin ngay đến các bạn thuyền đang tạm thời dẫn đầu ở đợt đua chung kết này, đợt đua quyết định các ngôi vị nhất nhì ba để tranh chấp một bộ huy chương vàng bạc đồng, và đặc biệt là đội xếp thứ nhất ở đợt đua này sẽ giành quyền lên thi đấu ở nội dung thuyền rồng nam ở mùa giải kế tiếp. Như vậy là thuyền số 5 của đơn vị Triệu Thuận đang tạm thời dẫn đầu. Thuyền đang tạm xếp thứ 2 là số 1 của Triệu Long. Số 3 và số 2 đó là Triệu Ái và Triệu Trung đang so kè nhau ở vị trí thứ 3. Đã có thuyền quay đầu rồi thưa các bạn, như vậy là thuyền đầu tiên đã quay đầu. Số 5 của thuyền đã lồn về thành công. Số 1 cũng đang lồn về, đó là thuyền của đơn vị Triệu Long. Số 3 là thuyền tiếp theo đang vào về. Số 3 là của đơn vị Triệu Ái. Số 2 của đơn vị Triệu Trung cũng đã hoàn thành cú lồn về thượng nguồn của mình. Như vậy là các thuyền sẽ đi về vẻ rốn. Thuyền đang đi ở vị trí thứ 5 đó là thuyền số 6 của đơn vị Triệu Phước. Và thuyền cuối cùng ở vị trí thứ 6 đó là thuyền số 4 của đơn vị Triệu Trạch. Như vậy là cả 6 thuyền đã hoàn thành cú lồn về thượng nguồn của mình. Sau đây thì các thuyền sẽ đi về qua vẻ rốn về hạ lưu và thực hiện cú lồn về hạ lưu để về đích tại vẻ rốn, kết thúc đợt đua chung kết thuyền Na Nam 7 người, đợt đua cuối cùng của mùa giải năm 2021. Đây là môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao huyện Triệu Phong lần thứ 8 năm 2021-2022. Và chúng tôi cũng xin được thông báo và kính mời quý vị khán giả chúng ta sắp xếp thời gian công việc đón xem vào ngày 13 tháng 4 năm 2021 tại nhà thi đấu Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Triệu Phong sẽ diễn ra lễ khai mạc và các trận đấu hứa hẹn hấp dẫn kịch tính trong khuôn khổ giải bóng bàn nam nữ huyện Triệu Phong, môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao huyện Triệu Phong lần thứ 8. Chúng tôi kính báo và kính mời quý vị khán giả sắp xếp thời gian đón xem vào lúc 7 giờ ngày 13 tháng 4 năm 2021. Như vậy là ở đợt đua chung kết này thì các vận động viên thuyền Na Nam 7 người sẽ thi đấu với cự ly là 2 km, một vòng, hai tao. Sau khi qua vẻ rốn thì các vận động viên chúng ta sẽ tiếp tục đi về hạ lưu, thực hiện cú lồn về ở vẻ hạ lưu và về đích tại vẻ rốn, kết thúc đợt đua thứ 5, đợt đua cuối cùng của mùa giải năm nay. Sau khi kết thúc đợt đua thứ 5 thì ban tổ chức sẽ tiến hành lễ bế mạc và trao thưởng cho các đoàn vận động viên đạt thứ hạng cao trong mùa giải năm nay. Do tính chất của mùa giải năm nay là môn thi đấu của đại hội cho nên ban tổ chức sẽ trao huy chương cho các vận động viên đạt thứ hạng nhất, nhì, ba ở mỗi nội dung chung kết, gồm có chung kết thuyền rồng nam, chung kết thuyền rồng nữ và chung kết thuyền Na Nam. Như vậy là thuyền đang dẫn đầu, đang bỏ khá xa so với top 4, 3 thuyền còn lại. Có vẻ là số 5, mà nếu là số 5 thì đó là Triệu Thuyền.
Như vậy là nếu như Triều Thiên về nhất ở mùa giải thuyền nan năm nay thì mùa giải kế tiếp Triều Thiên sẽ giành quyền lên chơi ở hàng thuyền rồng. Và như vậy là đơn vị Triều Giang, đơn vị thuyền rồng nam Triều Giang sẽ xuống chơi ở nội dung thuyền nan nam 7 người ở mùa giải tiếp theo. Một sự hoán đổi ngôi vị vô cùng thú vị ở mùa giải năm nay, thì các vận động viên Triều Giang là những người giành quyền lên thi đấu ở nội dung thuyền rồng, và các vận động viên Triều Thiên là những người phải xuống chơi thi đấu ở nội dung thuyền nan. Nhưng chỉ một mùa giải xuống hạng thôi, họ đã giành quyền lên hạng. Có thể nói là huấn luyện viên mới được tuyển của đơn vị Triều Thiên rất mát tay. Thuyền đang qua về rốn, đó là thuyền số 1 và thuyền số 2. Thuyền số 1 là của đơn vị Triều Long, thuyền số 2 là của đơn vị Triều Trung, và thuyền số 3 là của đơn vị Triều Ái. Hai thuyền đi thứ 4, thứ 5 và thứ 6 vẫn đang cặp kè nhau như là một đôi bạn thân, một đôi bạn cùng tiến. Như vậy đây là Triều Phước và Triều Trạch, hai đơn vị chỉ ở cách nhau một con đường thôi, đó là tên cũ hay gọi là đường số 4, và bây giờ thì cũng đang đi cạnh nhau, đó là thuyền của đơn vị Triều Phước và thuyền của đơn vị Triều Trạch. Còn ở phía đầu kia của chặng đua, top đầu chặng đua, thì thuyền của đơn vị Triều Thiên đang chuẩn bị vào về hạ lưu. Sau cứ lộn về hạ lưu thì thuyền của đơn vị Triều Thiên sẽ nhiều khả năng là về đích tại về rốn. Ba thuyền đang so kè ở vị trí thứ 2, 3, 4, đó là các thuyền của Triều Ái, Triều Trung và Triều Long. Chúng ta hãy chờ xem là sau cú lộn về này thì thuyền nào sẽ bứt tốc để vượt lên, bởi vì vẫn còn một huy chương vàng, xin lỗi, một huy chương bạc và một huy chương đồng đang chờ ở phía trước. Như vậy là thuyền của đơn vị Triều Thiên đã lộn về thành công. Như vậy là thuyền thứ 2 cũng đã lộn về, thuyền thứ 3 cũng đã lộn về rồi. Ba thuyền trong top 2 đã thực hiện xong cú lộn về, còn hai thuyền ở tập cuối thì vẫn đang tiếp tục dìu nhau để tiếp tục về đích. Đó là hai thuyền của Triều Trạch và Triều Phước. Chúng tôi nhận thấy là thuyền đầu tiên vẫn đang băng băng về đích, và nếu như không có gì thay đổi thì đó vẫn là thuyền số 5 của đơn vị Triều Thiên. Các tay chèo của đơn vị Triều Thiên vẫn đang rất sung sức, những nhát chèo vẫn rất mạnh mẽ và đều đặn. Họ đang tăng tốc, vâng, Triều Thiên đang tăng tốc để về đích, chỉ còn cách đích khoảng 100m nữa thôi. Ba thuyền tiếp theo vẫn đang bám sát, đó là thuyền số 1. Thuyền số 1 là của đơn vị Triều Long. Hai thuyền số 2 và số 3 vẫn đi gần như là ngang nhau. Như vậy là các vận động viên trên thuyền số 5 của đơn vị Triều Thiên chỉ còn cách vận đích khoảng 20m nữa thôi, và họ đã ngưng chèo để thuyền từ từ về đích. Xin chúc mừng các vận động viên của đơn vị Triều Thiên đã về nhất và giành huy chương vàng. Thuyền số 1, thuyền số 1 là của đơn vị Triều Long, đang chuẩn bị cán đích ở vị trí thứ 2. Thuyền số 3 là của Triều Ái.
Như vậy là Triều Long đã về nhì và giành huy chương bạc. Trong khi đó thì Triều Ái cùng mãn nguyện với một chiếc huy chương đồng lấp lánh. Thuyền thứ tư đó là thuyền số 2. Thuyền số 2 của đơn vị Triều Trung cũng đã xuất sắc hoàn thành đợt đua để về đích một cách an toàn. Hai thuyền còn lại đó là thuyền của đơn vị Triều Phước và Triều Trạch vẫn đang tiếp tục về đích. Đề nghị khán giả ở hai bên bờ sông chúng ta cho một tràng pháo tay để động viên các vận động viên của Triều Phước và Triều Trạch cùng nhau về đích, hoàn thành được sứ mệnh của mình, đó là đưa thuyền về đích một cách an toàn. Chúng ta vẫn còn hai thuyền đang trên đường đua. Hai thuyền Triều Phước và Triều Trạch vẫn đang nỗ lực để tiếp tục về đích, vượt qua được chính bản thân mình để hoàn thành một cự ly đua. Đó đã là một chiến thắng. Và nếu không nhận được thứ hạng cao ở mùa giải năm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục quyết tâm rèn luyện, học hỏi để giành quyền lên thứ hạng cao ở những mùa giải năm sau. Vận động viên của Triều Phước và Triều Trạch vẫn đang rất nỗ lực để tiếp tục về đích. Triều Phước và Triều Trạch cố lên, các anh hãy cố lên, về vị trí thứ 5 vẫn hơn thứ 6. Thứ 5 vẫn cao hơn thứ 6. Triều Phước và Triều Trạch cố lên, xem ai thắng ai trong đợt đua này. Cả hai hãy cùng cố lên, chắc chắn là hơn được một đối phương thì về cùng tiền thưởng sẽ cao hơn. Như vậy là số 6 đang tạm thời bứt lên và đang có sự va quẹt nhau ở trên sông. Số 5 và số 4 vẫn chưa bỏ cuộc. Tất cả đều đã đứng lên rồi. Rất hấp dẫn, rất là kịch tính. Cuộc đua ở tốp cuối. Như vậy là số 4 đã lên. Số 4 đã lên thì đồng nghĩa đó là đơn vị Triều Trạch đã giành vị trí thứ 5 và Triều Phước về đích ở vị trí thứ 6. Xin chúc mừng tất cả các đội thuyền chúng ta đã về đích an toàn và hoàn thành nội dung thi đấu cuối cùng của mùa giải năm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, như vậy là nội dung thi đấu môn đua thuyền tại Đại hội Thể thao Huyện Triệu Phong lần thứ 8 năm 2021-2022 đến đây đã kết thúc, khép lại một mùa giải sôi động và thành công. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý khán giả đã xem ở trên hai bên bờ sông và quý khán giả đã xem ở trên các trang Facebook của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình bế mạc sẽ diễn ra ngay sau đây ít phút. Ban tổ chức xin nhắc cả đồng chí phục vụ chúng ta đưa bàn và ghế vào phía trong để làm lễ bế mạc trao thưởng. Đề nghị các đồng chí lên đôi các xã thị trấn Thuyền Nan tập thuyền về để đưa thuyền về trả cho các chủ thuyền vào buổi trưa hôm nay. Xin nhắc lại các đồng chí trưởng đoàn của các đơn vị thuyền nan đưa thuyền về trả cho các chủ thuyền ở Triều Giang. Đề nghị các đồng chí bỏ bằng tên ra, bỏ bằng tên đơn vị. Bằng tên đơn vị Triều Long, Triều Phước, Triều Trạch. Triều Long, Triều Phước, Triều Trạch. Triều Thân, Triều Ái, Triều Trung. Triều Thường, Triều An, Triều Đồ, Triều Thuần, Thị trấn Ái Tử. Đề nghị các đội thuyền chúng ta tập trung lên phía trên để ban tổ chức làm lễ bế mạc và trao thưởng. Đề nghị các lần đội khẩn trương đưa vận động viên về phía trên. Triều Thường, Triều An, Triều Đồ, Triều Thuần, Thị trấn Ái Tử.
Triều Long, Triều Phước, Triều Trạch, Triều Thần, Triều Ái, Triều Trung. Đề nghị các đơn vị tập trung cho.